Rất đơn giản như vậy thôi. Đấy là NLP. Đúng không ạ? Bên trong thì quyết định bên ngoài, bên dưới thì quyết định bên trên. Thì việc của chúng ta là gì ạ? Rèn luyện cái bên trong của mình. Thì trước đây thì Huy có một cái công việc liên quan đến ngành nghề về xây dựng. Huy làm lĩnh vực điện thông minh trong vòng 13 năm. Thì sau đó thì bắt đầu thấy cuộc sống mình nó bế tắc, nó đi xuống, nó đi ngang và đi xuống. Và khi đó thì bắt đầu mình nghĩ rằng đến lúc mình phải thay đổi. Đến lúc mình phải làm cái việc gì đó khác, vì cái mục tiêu của mình nó thay đổi. Đấy, cho nên là khi đó thì bắt đầu đi học. Và quá trình học là quá trình cắm đầu đi xuống. Lúc đi học ấy, bao giờ cắm đầu đi xuống anh chị em ạ. Đi xuống vì mất thời gian học, không có thời gian để kiếm tiền, mất sức khỏe bởi vì học rất vất vả. Học không sung sướng gì đâu anh chị em, học rất vất vả. Nếu anh chị em học thực sự sẽ rất vất vả. Đấy, rồi không có thời gian dành cho các cái mối quan hệ mà mình đang làm việc cùng. Đấy, dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Là tất cả mọi thứ đều đi xuống, từ mối quan hệ, sức khỏe, tiền bạc, thời gian, mọi thứ đều đi xuống. Tuy nhiên có một thứ đi lên. Anh em biết nó là cái gì không ạ? Đó là trí tuệ của mình được đi lên. Đó là tâm hồn của mình được đi lên. Đó. Và rồi sau một thời gian thì sức khỏe của mình cũng đi lên. Rồi sau một thời gian nữa thì mối quan hệ của mình cũng đi lên. Rồi sau một thời gian nữa thì tiền bạc của mình cũng đi lên. Rồi sau một thời gian nữa thì cái thời gian của mình cũng đi lên. Tức là mình tự do hơn. Đấy. Và cuối cùng thì càng ngày mình càng đi lên một cách vững chắc, một cách an toàn, một cách ổn định và một cách đều đặn. Đó. Thì đấy là cái giá trị khi mà mình đi học. Và sau đó thì Huy quyết định cống hiến những cái thứ gì mà mình biết, những thứ gì mình trải nghiệm cho cộng đồng, cho xã hội và cho đội nhóm. Vì vậy là Huy tổ chức ra các chương trình đào tạo và từ đó mình trở thành nhà đào tạo. Đầu tiên là đào tạo cho đội nhóm của mình trước, sau đó thì bắt đầu đào tạo cho cộng đồng, để phục vụ cộng đồng. Và hơn 3 năm nay, 3 năm rưỡi, từ tháng 8 năm 2019 đến nay thì nó rơi khoảng độ 3 năm nhỉ, rơi khoảng độ 3 năm. Thì Huy liên tục đào tạo chương trình Zoom gà gáy lúc 5 giờ sáng. Mỗi một tuần trung bình là khoảng 1 đến 2 lần. Liên tục trong vòng 3 năm. Đó. Và chương trình đó là chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho cộng đồng, bất kỳ ai cũng có thể tham dự được, không có giới hạn về độ tuổi, không có giới hạn về ngành nghề, cũng không giới hạn về học thức. Đó, tất cả anh chị em đều có thể tham gia. Có những cậu bé chỉ có 13, 14 tuổi, có những người 70 đến 80 tuổi vẫn cứ tham gia. Đó. Và chương trình đó hoàn toàn là cho đi vì cộng đồng, không phải là để kiếm tiền. Đó. Và vì vậy là 3 năm trời Huy cống hiến cho cộng đồng, không hề lấy một đồng nào hết. Ngoài ra thì các cái chương trình đào tạo liên tục cho team đội nhóm, cho hệ thống kinh doanh, cho các cái công ty, rồi cho các cái chủ doanh nghiệp, cho những người chủ doanh nghiệp thì cũng liên tục được diễn ra trong cái thời gian đó và trước đó nữa. Thì điều đấy dẫn đến một cái gọi là kinh nghiệm cũng như là cái trải nghiệm mà khiến cho Huy thấy rằng cái trách nhiệm của mình càng ngày càng lớn hơn. Khi cái năng lực của mình cao hơn thì trách nhiệm của mình lớn hơn, và trách nhiệm của mình đó là trao đi nhiều hơn những giá trị cho cộng đồng. Và ngày hôm nay thì Huy rất là mong muốn đưa ra cho cộng đồng cũng như là cho đội nhóm cái khóa học về NLP. Tại sao lại là NLP ạ? Bởi vì đây là một cái bộ môn khoa học đã được chứng minh là hiệu quả trong việc thay đổi về tư duy của con người và giúp cho con người nói chung, giúp cho mọi người nói chung có thể trở thành những con người xuất chúng, trở thành những con người giỏi hơn, tìm được chính bản ngã của mình. Và làm cho cuộc sống của mình trở nên viên mãn hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Hạnh phúc một cách viên mãn tức là vừa kiếm được tiền nhưng phải vừa sung sướng, chứ không phải kiếm được tiền mà trong đau khổ. Đúng không ạ? Kiếm được tiền trong hạnh phúc chứ không phải kiếm được tiền ở trong cô đơn. Ok không ạ? Thì đây là một bộ môn khoa học đã được chứng minh là thành công. Thế thì NLP là gì? Và nó ra đời ra sao? Thì xin thưa với anh chị em là gì ạ? NLP là được viết tắt từ 3 cái từ tiếng Anh. Mình sẽ mở cái PowerPoint. Ok nha.
Rồi. Rồi. NLP. Rồi. NLP là gì? Rồi, anh chị em nhìn thấy cái màn hình của Huy không ạ? Hello. Dạ có thầy ạ. Rồi, ok. NLP là gì? NLP được viết từ 3 từ tiếng Anh. Thứ nhất là từ gì ạ? Neuro. Neuro tức là gì ạ? Hệ thần kinh. Hệ thần kinh. Tất cả những cái gì liên quan đến những cái suy nghĩ, cái bộ não, đến cái hệ thống dây thần kinh của chúng ta thì nó đều được gọi là neuro. Nó là các cái neuron thần kinh. Và trong cái bộ não của chúng ta trung bình có khoảng 17 tỷ tế bào thần kinh. Và mỗi một tế bào thần kinh đó nó có tới 20.000 cái kết nối với các cái tế bào thần kinh khác. Và mỗi một cái kết nối giữa tế bào này với tế bào kia nó tạo ra những cái dữ liệu được lưu giữ ở trong bộ não chúng ta. Trong bộ não chúng ta có rất nhiều tế bào thần kinh, nhưng thực tế con người chúng ta chỉ sử dụng khoảng độ 2 cho đến 3% thôi. Những cái chất nó gọi là chất xám ấy, đấy là những cái tế bào thần kinh đã được sử dụng. Còn rất nhiều tế bào không được sử dụng, nó gọi là chất trắng. Trong trong vỏ não của chúng ta, khi mà chúng ta có các kết nối thần kinh thì vỏ não bắt đầu nó xuất hiện các nếp nhăn. Đó, cho nên người ta bảo là thằng kia não phẳng ấy, não phẳng bởi sao ạ? Nó ít các nếp nhăn. Thì tại sao có các nếp nhăn ạ? Bởi vì tất cả các neuron thần kinh được sử dụng thì nó đều tập trung ở các cái vùng vỏ não. Đó. Và khi mà các cái vùng vỏ não nó nhiều lên thì nó tạo ra cái nếp nhăn để tăng cái diện tích bề mặt, để tăng cường cái số lượng các cái neuron thần kinh kết nối với nhau. Và việc của chúng ta đó là làm sao để tạo ra được nhiều nếp nhăn, được nhiều cái chất xám. Đấy, có nhiều người bảo là gì ạ? À, cái người này nhiều chất xám tức là họ thông minh đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Bởi vì họ có nhiều cái neuron thần kinh được sử dụng, họ có nhiều kết nối giữa các neuron thần kinh. Và NLP nó xuất thân đến từ một cái bộ môn khoa học nghiên cứu não bộ của những con người xuất chúng, đúng không ạ? Đấy. Người ta nghiên cứu 0,7% những con người giàu nhất, thành công nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Họ tìm ra những cái nguyên lý chung, họ tìm ra những cái thói quen, họ tìm ra những cái đặc tính của những con người thành công đó. Và sau đó họ đưa ra các phương pháp để truyền đạt cũng như là cài đặt những cái tư duy, những cái thói quen của những người xuất chúng vào những con người bình thường, để những người bình thường cũng có thể hành động, cũng có thể tư duy giống như những con người giàu có và thành công. Và sau đó thì những người bình thường cũng trở thành những người xuất chúng. Đây chính là một bộ môn khoa học về hệ thần kinh. Tuy nhiên nó sẽ rất gần gũi với anh chị em bởi vì đây là khoa học ứng dụng, không phải khoa học về nghiên cứu về não bộ con người. Nhưng chúng ta hiểu rằng NLP là một cái bộ môn khoa học để mà nghiên cứu sâu về não bộ con người. Ok không ạ? Rồi, cái thứ hai, L. L là gì ạ? Là linguistic. Linguistic. Linguistic là gì ạ? Đó là các cái loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ giao tiếp. À, thế thì chúng ta biết là gì ạ? Ví dụ như là anh chị em nào làm được học lập trình thì biết là ngôn ngữ là basic này, ngôn ngữ là gì ạ? C cộng cộng này, C sharp này, rồi là Java này, đúng không? Rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau. Ví dụ như anh Xuân Thủy ở đây là một cái người làm về công nghệ thông tin gần 20 năm rồi. Thì anh Xuân Thủy có đồng ý với Huy là gì ạ? Là ngôn ngữ lập trình sử dụng để giao tiếp giữa con người và gì ạ? Và máy tính. Có đúng không ạ? Ngôn ngữ lập trình để giao tiếp giữa con người và máy tính, ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp giữa những con người nói tiếng Việt với nhau, ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp giữa con người nói tiếng Anh với nhau, ngôn ngữ tiếng Trung để giao tiếp những con người nói tiếng Trung với nhau, đúng không ạ? Như vậy, giao tiếp cần có ngôn ngữ và ngôn ngữ chính là cái thứ khác biệt lớn nhất giữa con người và con vật. Con người có ngôn ngữ cho nên có sự giao tiếp, cho nên nó có gì ạ? Có sự lịch sử, có lưu giữ lại những cái kinh nghiệm của đời trước truyền cho đời sau. Đó,
Thế thì ngôn ngữ chính là cái thứ để tạo ra sự khác biệt, để tạo ra cái loài giống loài thượng đẳng. Đấy là gì ạ? Đấy là loài người. Và làm thế nào để chúng ta giao tiếp với gì ạ? Với trí não của mình, với bộ não của mình, thì chắc chắn chúng ta cũng phải có một cái loại ngôn ngữ nào đó. Và ở đây chúng ta học một thứ ngôn ngữ để giúp chúng ta giao tiếp với bộ não của mình. Ở đây thực tế là chúng ta giao tiếp với tiềm thức. Đấy, chút nữa Huy sẽ nói về cái gì ạ? Về ý thức, về tiềm thức. Ok anh chị em nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta biết rằng tất cả mọi thứ chúng ta đều phải sử dụng ngôn ngữ. Đấy, và ngôn ngữ thì nó không giới hạn là lời nói, mà nó có thể là gì ạ? Nó có thể là giọng điệu, cử chỉ, nó có thể là chữ viết, nó có thể là rất nhiều cách thức khác nhau để thể hiện cái ngôn ngữ của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ trở lại về cái chủ đề ngôn ngữ ở một cái module khác để phân tích sâu hơn về khía cạnh về mặt ngôn ngữ. Ok không ạ? Rồi cái thứ ba là chữ P. P là program. Programming. Tức là gì ạ? Là lập trình. Lập trình. Lập trình là gì ạ? Lập trình đó là chúng ta xây dựng những cái quy trình, những cái cấu trúc, những cái thói quen. Đấy. Ví dụ như là trong các cái ngôn ngữ lập trình về máy tính chẳng hạn, thì chúng ta có các cái lệnh là if then, nếu thì, nếu điều này xảy ra thì cái điều kia sẽ gì ạ? Sẽ hành động này sẽ diễn ra. Nếu trời sáng thì tôi sẽ thức dậy. Ví dụ thế. Thì nếu mùa đông thì trời sẽ lạnh, đúng không ạ? Đấy, thì nếu thì đó. Và nó là gì ạ? Nó là một cái cách để chúng ta áp dụng vào trong cái việc cài đặt những cái câu lệnh để cho cái bộ não chúng ta hoạt động giống như cái máy tính nó hoạt động, được chưa? Thì cái phần lập trình này cũng chúng ta sẽ quay trở lại trong các cái buổi sau, đúng không ạ? Đấy. Tuy nhiên chúng ta hiểu rằng NLP đó là lập trình ngôn ngữ về tư duy. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ lập trình lại cái bộ não của mình. Bộ não của chúng ta coi như là cái máy tính với xử lý một khối lượng xử lý thông tin rất là lớn. Đó. Và đến bây giờ các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về bộ não, và họ luôn luôn cảm thấy thán phục về cái bộ não của chúng ta. Bởi vì chúng ta hiện nay đang xây dựng những cái cỗ máy tính toán rất là lớn trên thế giới, nhưng vẫn thua bộ não. Bộ não của chúng ta có khả năng xử lý, khả năng ghi nhớ cực kỳ tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, vì vậy là chúng ta nghiên cứu cái ngôn ngữ để giao tiếp với bộ não, để lập trình lại bộ não. Đấy, bởi vì trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta đã được lập trình một cách hoàn toàn vô thức. Đó. Trong cuộc sống thì chúng ta đã được lập trình một cái ý, gọi là những cái phần mềm chúng ta được cài đặt vào trong cái bộ não, trong cái hệ điều hành, trong cái con người chúng ta một cách hoàn toàn vô thức. Những cái phần mềm này được cài đặt từ khi nào ạ? Những cái phần mềm này được cài đặt từ khi còn rất là nhỏ. Từ 0 đến 6 tuổi là cái phần cài đặt quan trọng nhất. Đó là người ta gọi là cửa sổ vàng anh chị em. Nếu như anh chị em là có con mà đã từng nghe từ cửa sổ vàng, tức là 0 đến 6 tuổi là lúc để hình thành lên cái phần cứng. Tức là những cái thông tin, những cái trải nghiệm đã được hình thành từ 0 đến 6 tuổi sẽ không bao giờ quên. Mặc dù chúng ta không còn nhớ những gì diễn ra trước 6 tuổi, nhưng nó đã ăn vào tiềm thức. Chúng ta không nhớ cụ thể là chúng ta nghe được điều gì, cảm thấy cái điều gì ở từ 0 đến 6 tuổi, nhưng nó đi vào tiềm thức và khiến cho chúng ta hành động hay là tư duy trong cái gọi là nó biến thành tính cách của chúng ta rồi. Đấy. Trong các cái năm sau chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ tư duy theo những gì chúng ta đã được trải nghiệm từ 0 đến 6 tuổi. Đây là thành phần quan trọng nhất. Cái giai đoạn thứ hai cực kỳ quan trọng nữa, đó là giai đoạn từ 6 cho đến 18 tuổi. Đây là giai đoạn học tập tốt nhất. Anh chị em thấy trước 18 tuổi, phần lớn là chúng ta dành thời gian để làm gì ạ? Để học tập. Và chúng ta học tập cái gì ạ? Toán, lý, hóa, văn, sử, địa, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Đấy là những cái môn khoa học nền tảng, những cái kiến thức nền tảng để xây dựng. Sau này chúng ta cài đặt thêm phần mềm kế toán, chúng ta cài đặt thêm phần mềm là kỹ sư, chúng ta cài đặt thêm phần mềm là bác sĩ, hay là y tá, hay là cảnh sát, hay là ABC, đúng không ạ? Chủ doanh nghiệp gì đó, hoặc là công nhân, thì chúng ta cài đặt phần mềm gì thì lúc đó chúng ta sẽ làm. Nhưng mà từ 6 đến 18 tuổi là cái giai đoạn mà chúng ta học tập những cái kiến thức nền tảng. Đấy. Cái giai đoạn tiếp theo nữa, từ 18 cho đến 28 tuổi.
Thì đây là cái giai đoạn là học tập về những cái phần mềm, cài đặt những cái phần mềm chuyên môn để giúp chúng ta có thể có một cái kỹ năng chuyên môn cực kỳ tốt. Đấy. Còn từ sau đó thì bắt đầu là chúng ta sẽ hoạt động phần lớn những cái phần mềm gọi là đã được cài đặt trước đó. Và một số ít người tiếp tục nâng cấp cái phần mềm của mình lên để trở thành cái con người tốt hơn, để trở thành những cái phiên bản tốt hơn. Tuy nhiên thì rất ít những người nào thực sự cài đặt được những cái phần mềm từ sau năm 28 tuổi. Từ 28 tuổi đến 38 tuổi, từ 38 tuổi đến 48 tuổi, từ 48 tuổi đến 58 tuổi. Thì 10 năm nó là một cái lưu trình, cái quy trình. Và càng về sau thì việc chúng ta cài đặt phần mềm nó càng khó khăn hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bộ máy chúng ta nó hoạt động ì ạch hơn. Và chúng ta không dễ dàng trong việc mà gỡ bỏ các cái phần mềm cũ. Đúng không ạ? Nó không giống như cái giai đoạn đầu. Dẫn đến cái tình trạng là chúng ta học tập nó sẽ bị gì ạ? Bị khó hơn. Tuy nhiên cái điều này không phải là chắc chắn. Tức là vẫn có những người sẵn sàng xóa được những cái phần mềm cũ, uninstall cái phần mềm cũ để cài đặt phần mềm mới. Và đa phần những cái người đó thì họ là những cái người đã được giác ngộ, những cái người đã được học tập, những người đã có những cái trải nghiệm. Thông thường họ sẽ có những cái nỗi đau đủ lớn để họ chấp nhận, để họ quyết định. Đó là gì ạ? Là quên đi hay là xóa đi những cái thói quen, những cái phần mềm cũ kỹ để cài đặt những phần mềm mới. Đúng không ạ? Rồi, thế thì tất cả những cái điều mà chúng ta, những cái phần mềm, đấy, những cái phần mềm chúng ta được cài đặt phần mềm vô thức. Thế thì đầu tiên là chúng ta hiểu thế nào là ý thức. Ý thức là gì? Vô thức là gì? Đúng không ạ? Ok không ạ? Thì để chúng ta hiểu ý thức và vô thức là gì, thì Huy xin chia sẻ thêm một chút nữa về cái lịch sử hình thành của NLP để anh chị em có thể gọi là hiểu hơn về cái quá trình mà chúng ta bắt đầu với mô hình kinh doanh này. Thì NLP được xuất phát từ năm 1970 do Richard Bandler, một sinh viên đại học chuyên ngành tâm lý, và John Grinder, trợ giảng ngôn ngữ của giáo sư đại học. Cả hai cùng băn khoăn với một cái câu hỏi, hai câu hỏi. Đó là làm thế nào để một vài người trở nên xuất chúng, còn những người khác thì không. Câu hỏi số 2 đó là điều gì đã khiến họ để trở nên khác biệt, và họ tạo ra sự khác biệt như thế nào. Đó. Thì đây là hai ông đã xây dựng lên cái nền tảng của NLP, Richard Bandler và John Grinder. Đấy. Đấy. Đó. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái nhà tâm lý học, các nhà khoa học nữa. Đấy. Ví dụ như là Fritz Perl, chuyên gia trị liệu và người sáng lập ra trị liệu tâm lý. Đó. Thứ hai nữa là Virginia Satir, chuyên gia trị liệu gia đình xuất sắc, người có khả năng giải quyết những tranh chấp trong gia đình và nhiều nhà trị liệu khác chịu thua. Người thứ ba nữa là Milton Erickson, chuyên gia thôi miên trị liệu nổi tiếng thế giới. Ngoài ra thì những người đóng góp trong cái thời gian đầu nữa là giáo sư Gregory Patterson và giáo sư Noam Chomsky. Đây là những người đóng góp quan trọng trong ngành lý thuyết ngôn ngữ lập trình trong thế kỷ 20. Đấy, họ cũng giúp cho cái việc bùng nổ với cuộc cách mạng về khoa học nhận thức trong ngành tâm lý học cũng như là cái lập trình ngôn ngữ tư duy. Được chưa? Đó. Ok nhé. Thì đó là cái lịch sử hình thành về NLP để chúng ta hiểu được cơ bản NLP nó là gì, nó đến từ đâu. Thế thì ngày nay NLP đang được ứng dụng một cách vô cùng rộng rãi trong rất nhiều các ngành nghề khác nhau. Và trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, chúng ta đều có rất nhiều những người
đang theo học cũng như đang nghiên cứu cũng như đang thực hành, đang áp dụng những cái kỹ thuật trong NLP để giúp thay đổi về tư duy cũng như là thay đổi những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, ví dụ như là trong kinh doanh, trong huấn luyện, trong bán hàng, trong lãnh đạo, trong tâm lý học, trong thể thao, trong y tế, trong giáo dục, trong gia đình và rất nhiều lĩnh vực khác đều có thể áp dụng những cái kỹ thuật trong NLP để lập trình lại cái tư duy để giúp chúng ta có một cái thành công viên mãn tốt đẹp hơn. Đó. Vì vậy, trong cái khóa học này, chúng ta cũng sẽ được học về những cái kỹ thuật NLP để giúp chúng ta làm sao để trở nên tự do tài chính, làm sao để chúng ta xây dựng những mối quan hệ hoàn hảo, làm sao để chúng ta trở nên tự do về thời gian, làm sao để chúng ta trở nên có những cái niềm tin mạnh mẽ, làm sao để chúng ta có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội và cho công ty, cho đội nhóm, làm sao để chúng ta trở thành cái người mà được yêu mến, được ngưỡng mộ, được trân trọng, làm sao để chúng ta trở thành cái người mà người khác thích làm việc cùng. Đó. Làm sao để chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc, làm sao để chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời. Bao nhiêu anh chị em mong muốn chúng ta có được tất cả những thứ đó, vui lòng comment tôi giúp Huy đúng không ạ? Trong khóa học này, chúng ta sẽ giải quyết tất cả các vấn đề và cài đặt lại tất cả những cái phần mềm để giúp cho chúng ta tiến về cái mục tiêu đó một cách vững chắc. Được chưa ạ? Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói, quay trở lại, chúng ta nói về cái phần mềm ý thức. Đó là những cái thứ gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta kiểm soát. Nó là cái phần nổi của tảng băng. Nó chiếm 20% những cái gì mà chúng ta thực làm việc, thực hành hàng ngày. Còn vô thức, nó là gì ạ? Nó là cái phần mềm chạy ẩn bên trong. Nó là phần mềm mặc định chạy ẩn bên trong. Đôi khi chúng ta không biết. Hàng ngày, chúng ta chỉ dành 20% những cái công việc mà chúng ta làm một cách có ý thức. Ví dụ như này, khi mà chúng ta định làm cái việc gì đó, ví dụ chúng ta thức dậy chẳng hạn, thì chúng ta phải dùng ý thức của mình là ra quyết định cho cơ thể, cho cơ thể chúng ta để thức dậy, đi ra khỏi giường. Đấy. Và khi hoạt động bằng ý thức ấy, thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Cho nên phần lớn những cái hành động nó bắt đầu, nó được chuyển thành vô thức. Tại sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng ấy, thì bộ não của chúng ta nó sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Ví dụ như khi chúng ta làm một cái bài thi, ngày xưa chắc anh chị em đã từng đi thi đúng không ạ? Đấy, thì khi mà anh chị em đi thi á, thì anh chị em sẽ phải làm những cái bài thi. Và lúc mà làm bài thi ấy, là chúng ta phải nỗ lực dùng ý thức để chúng ta giải cái bài toán. Đó, thì khi đó chúng ta phải nghĩ là cái 1 cộng 1 thì bằng mấy, lúc đấy bắt đầu là chúng ta phải suy nghĩ. Và lúc mà chúng ta suy nghĩ như vậy là lúc mà ý thức chúng ta hoạt động. Tuy nhiên, phần lớn những cái việc mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì bắt đầu bộ não sẽ biến nó thành vô thức. Để làm gì ạ? Để hoạt động một cách không cần phải điều khiển, không cần phải suy nghĩ. Ví dụ anh chị em có nhìn thấy cái mắt mình nháy không? Mình nháy mắt này, nó là hoàn toàn tự động, chúng ta không cần phải để ý nó, không cần phải điều khiển nó, nhưng mà nó vẫn nháy mắt, đúng không ạ? Rồi cái hơi thở của chúng ta hít thở vào, chúng ta có đâu bao giờ nói là nào hít đi, thở ra. Tuy nhiên có những lúc chúng ta sẽ nói là gì ạ? Nào, hãy hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Lúc đấy là chúng ta hít thở có gì ạ? Có ý thức. Còn bình thường chúng ta hít thở thì là gì ạ? Là vô thức. Và phần lớn thời gian là chúng ta hít thở một cách vô thức, đúng không anh chị em? Rất ít thời gian là chúng ta hít thở có gì ạ? Có ý thức. Đấy. Đấy, hoặc là như này. Mới đầu khi anh chị em tập lái xe, lái xe máy hoặc lái ô tô cũng được, thì lúc mới đầu ấy là chúng ta rất là căng thẳng. Chúng ta là đạp phanh này, tay gôn này, tay ga này, đạp phanh, ui bên kia có chướng ngại vật, đạp đi. Đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta lái xe quen rồi ấy, thì chúng ta vừa lái xe, chúng ta vừa nói chuyện, chúng ta vừa nghe điện thoại, vừa nghĩ lung tung, chúng ta vẫn lái xe được bình thường. Có đúng không chị em? Đấy. Thì như vậy là gì ạ? Như vậy là vô thức lúc đó nó chiếm quyền gì ạ? Chiếm quyền gọi là điều khiển.
Và khi mà vô thức nó điều khiển ấy, thì cái bộ não của chúng ta ấy, nó tốn ít năng lượng hơn. Và bộ não thì nó không thích tốn nhiều năng lượng. Bởi vì tốn nhiều năng lượng thì sao ạ? Thì nó mệt. Và nó mệt thì sao ạ? Thì nó không thích. Mình mà mệt, mình mà làm cái gì mệt mình cũng có thích đâu. Đúng không anh chị em? Mình phải làm cái gì đấy nó ít mệt mình mới thích chứ. Đó chính là gì ạ? Đó chính là cái lý do khiến người ta tạo ra những cái máy tự động. Để làm gì ạ? Để giảm bớt những cái công sức của con người phải làm. Ngày xưa mình muốn đi đâu mình phải đi bộ. Giống như là gì ạ? Quân Tây Sơn hành quân từ Nam ra Bắc là phải gì ạ? Phải chạy bộ đúng không ạ? Đấy, và hành quân thần tốc trong vòng có 2 ngày thôi. Thế nhưng mà bây giờ làm sao ạ? Bây giờ người ta chế tạo ra xe máy, chế tạo ra ô tô, chế tạo ra máy bay để làm gì ạ? Để tiết kiệm sức cho con người. Cho những người nào lười ấy, thì những người rất thông minh. Đấy, phải tại sao ạ? Bởi vì những người lười là những người phải nghĩ ra những cái cỗ máy để giúp cho họ gì ạ? Tự động hóa, để giúp cho họ là gì ạ? Là giảm được cái sức lực của con người. Đấy. Cho nên nếu anh chị em là những cái người mà lười, không muốn gọi là làm những cái công việc chân tay nhiều, thì chứng tỏ là anh chị em là người thông minh. Hãy comment là gì ạ? Chúc mừng mình đi nếu anh chị em không phải là người gọi là chăm chỉ lắm. Bởi vì lười ấy, thì mình mới phải nghĩ ra những cái cách này cách kia để mà gì ạ? Để mình tối ưu hóa công việc của mình, để mình tạo ra những cái cỗ máy tự động, để mình tạo ra những hệ thống tự động để giúp cho mình có thể tự do làm ít mà vẫn được nhiều, đúng không ạ? Thì những cái người giàu có họ đều là những cái người mà gì ạ? Biết cách tận dụng cái quy trình để tự động hóa cái hệ thống hay cái doanh nghiệp của họ. Còn những người chăm chỉ là những người gì ạ? Đi làm nông dân, cứ ngày nào cũng ra đồng làm. Đấy, và họ nghĩ là gì ạ? Là tay chân thì mới là gì ạ? Mới là cách tốt nhất. Nhưng mà thực tế chứng minh là những người làm tay chân là đều là những người nghèo. Những người giàu là những người làm việc bằng trí óc. Cho nên nghiên cứu về trí óc, nghiên cứu về não bộ là một ngành nghiên cứu vô cùng thú vị. Và nó là cái ngành nghiên cứu để giúp chúng ta trở nên giàu có. Đúng rồi nhé. Chúng ta không phải là người giỏi về cơ bắp, không phải người giỏi về gì ạ, chân tay, thì chúng ta phải tập trung vào trí óc. Bởi vì trí óc mới là cái thứ mà giúp chúng ta giàu có. Cái này lịch sử đã chứng minh rồi. Một vị tướng tài thì còn hơn cả gì ạ, hơn cả vạn quân. Anh chị em nghe cái lịch sử, cái câu chuyện mà gì ạ, là Khổng Minh đánh đàn mà đẩy lui Tư Mã Ý đúng không ạ? Đấy, thành không, nhà trống không có quân nào hết, cửa mở, ngồi trên cổng thành đánh đàn. Tư Mã Ý vào đến gần đến nơi rồi mà cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng quyết định rút quân. Tự nhiên bình thường ngoái nhau thì hai bên phải hầm hè, đây tự nhiên thấy nó mở cổng thành, trong nó đứng có mỗi một thằng đứng ở trên cổng thành đánh đàn rất bình tĩnh, thì làm sao ạ? Thì đã sợ nó có quỷ kế, cho nên an toàn tốt nhất là lui binh. Đấy, thì rõ ràng là gì ạ? Là trí tuệ của một người có thể hơn cả gì ạ? Hơn cả vạn binh. Đó. Thế thì ở đây cái câu chuyện đó là gì ạ? Là chúng ta tập trung vào nghiên cứu cái trí não của mình, nghiên cứu cái não bộ của mình để giúp cho gì ạ? Giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn, và cái điều này nó hoàn toàn là gì ạ? Hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn là xứng đáng, đúng không ạ? Không có gì là cảm thấy gọi là áy náy khi mà chúng ta lười cả. Lười là tốt anh chị em nhé, lười là tốt. Đấy, tất nhiên là chúng ta lười chân tay, nhưng là đừng có lười cả gì ạ, trí óc, lười cả đầu óc nữa thì làm sao ạ? Thế là quá lười, là cực lười rồi, đúng không? Mình lười chân tay thì trí óc mình phải hoạt động kinh hơn, tức là mình phải học nhiều hơn, phải đọc sách nhiều hơn, phải nghiên cứu nhiều hơn. Ok không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em sẽ đồng ý là từ bây giờ về sau là mình sẽ hoạt động trí óc nhiều hơn nữa thì comment là tôi chứ gì ạ? Hoạt động trí óc nhiều hơn sẽ giúp anh chị em tiết kiệm được công sức, nhưng mà lại gì ạ? Kiếm được nhiều tiền hơn. Ok nhé. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta đã hiểu về một chút về ý thức và tiềm thức rồi. Thì cái ngôn ngữ tư duy ấy, đó là để chúng ta giao tiếp từ cái ý thức và cái gì ạ? Cái tiềm thức của mình. Giao tiếp giữa cái tiềm thức, ý thức và tiềm thức này, thì giao tiếp bằng một cái ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ tư duy. Thì trước đây thì không có NLP thì người ta vẫn gì ạ? Vẫn có cách để giao tiếp. Nhưng mà bây giờ nó có NLP để nó thống kê cũng như là đưa ra những cái công thức để nó dễ dàng hơn trong việc giao tiếp giữa ý thức và tiềm thức. Được chưa ạ?
Và để giao tiếp giữa ý thức và tiềm thức thì chúng ta cần phải có một cái nguyên tắc. Cái nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc đạo đức trong NLP. Trong tất cả những cái khóa học về NLP thì cái đầu tiên anh chị em cần phải học đó là học các cái nguyên tắc đạo đức trong NLP. Những nguyên tắc đạo đức trong NLP là gì? Nguyên tắc đầu tiên, nguyên tắc số 1 đó là hãy làm việc tốt. Cái nguyên tắc đầu tiên đó là hãy chăm sóc, hãy lo lắng và hãy làm cho mình những cái việc tốt nhất. Tức là gì ạ? Hãy làm những việc tốt, làm việc tốt cho bản thân mình. À, nghe có vẻ hợp lý đây. Rồi, làm việc tốt cho bản thân mình là gì? Tức là việc đầu tiên là mình phải là cái người chăm sóc tốt cho bản thân mình trước. Hay nói câu chuyện, hay nói đơn giản nhất ở cái phần này, đó là hãy biết yêu thương bản thân. Yêu thương bản thân. Cái nguyên tắc đạo đức đầu tiên trong NLP đó là mình phải biết yêu thương bản thân. Tại sao ạ? Bởi vì chỉ khi nào mình yêu thương được bản thân mình thì mình mới yêu thương được người khác. Chỉ khi nào mình yêu thương bản thân mình thì mình mới yêu thương được người khác. Không yêu thương được bản thân mình thì không yêu thương được người khác. Được chưa ạ? Trong cái việc yêu thương bản thân thì nó có 3 cái thành tố chính. Thành tố thứ nhất đó là gì ạ? Thân. Thành tố thứ hai là tâm. Và thành tố thứ ba là trí. Trong cái quá trình mà chúng ta yêu thương cũng như là rèn luyện cho bản thân của mình thì nó sẽ có 3 phần như vậy. Thân, tâm, trí chính là cái mà chúng ta cần phải rèn luyện mỗi ngày. Và đây chính là sự phát triển bản thân. Sự phát triển bản thân chính là sự phát triển về thân, tâm, trí. Cái phát triển về thân đầu tiên đó là phát triển về gì ạ? Về cơ thể của mình, về thể chất của mình, về sức khỏe của mình. Đúng không ạ? Không có một cái trí tuệ viên mãn ở trong một cái cơ thể ốm yếu. Vì vậy, hãy lo cho cái thân của mình. Hãy yêu thương cái thân của mình. Hãy biết ơn cái thân thể của mình. Được chưa ạ? Hãy tập thể dục hàng ngày. Hãy ăn uống những cái sản phẩm chất lượng. Hãy cho mình những cái sản phẩm chất lượng. Đừng đưa những cái sản phẩm kém chất lượng vào trong cơ thể của mình. Đấy là chúng ta đang hại cái cơ thể của mình. Đừng có nghiện thuốc lá, đừng có nghiện rượu, đừng có nghiện hút, đừng có làm những cái thứ mà hành hạ đến cơ thể mình. Khi mình yêu thương cái cơ thể của mình thì mình sẽ yêu thương cái cơ thể của người khác. Mình trân trọng cái cơ thể của mình thì mình sẽ trân trọng cơ thể của người khác. Mình sẽ không làm hại người khác, mình sẽ không làm đau người khác. Được không ạ? Cái thứ hai nữa là tâm. Chúng ta rèn tâm bằng cách nào ạ? À, chúng ta rèn tâm là chúng ta rèn cho cái tâm hồn của mình trở nên trong sáng. Chúng ta rèn tâm để cho cái tâm hồn chúng ta trở nên là gì ạ? Là yêu đời, là gì ạ? Là yêu thương, là biết ơn, là trân trọng người khác. Được chưa ạ? Đấy, là suy nghĩ tích cực. Được chưa ạ? Thì đấy là chúng ta rèn luyện cái tâm hồn của mình. Thứ ba nữa là rèn luyện cái trí. Là trí là trí tuệ. Là chúng ta sẽ phải học tập, nâng cao cái kiến thức, nâng cao cái gì ạ? Cái con người của mình, nâng cao những cái hiểu biết của mình, nâng cao những kỹ năng của mình. Thì đó là chúng ta rèn luyện cái trí tuệ. Và khi nào chúng ta có đủ 3 cái yếu tố này thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống thực sự là viên mãn. Và chúng ta con người là gì? Đấy, con người được cấu tạo từ 3 thành phần, từ 3 cái con người khác nhau. À,
Rồi. Rồi. Đây. Con người là tổ hợp của ba cái thành phần, ba thành tố. Đấy, mình chọn cái màu khác nhau nha. Graphic view. Thầy xem màn hình đi ạ. À, chưa share. Ok. Anh chị em lưu ý bởi vì share, vì share xong khi tắt đi liên tục. Rồi. Rồi. Con người được thành lập bởi ba cái thành phần là thân, tâm và trí. Được chưa ạ? Thân, tâm, trí. Đây là một tổ hợp để giúp chúng ta tạo ra một cái con người thành công. Thế thì một con người có sức khỏe tốt nhưng không có tâm hồn tốt, tức là lúc nào cũng chỉ tham sân si, rồi lúc nào cũng nghĩ là hại người khác, rồi lúc nào cũng đau buồn, đau khổ, thì làm sao ạ? Thì sau một thời gian sức khỏe cũng đi xuống. Một cái người mà không có trí tuệ thì làm việc không được, rồi cũng vất vả, xong cuối cùng sức khỏe cũng đi xuống. Đó. Vì vậy, con người nó là tổ hợp của ba cái yếu tố này. Đấy. Thế thì ở đây có một số cái điều nó xảy ra như sau. Có một số người chúng ta thân thể chúng ta là như này. Nhưng là chúng ta lại tưởng đấy, tưởng là chúng ta là như thế này. Đấy. Tức là gì ạ? À, đây là gì ạ? À, đây là cái tâm hồn và cái trí tuệ chúng ta nó phát triển nhiều hơn cái cơ thể. Đó. Thì sau một thời gian thì cái cơ thể này nó cũng gì ạ? Nó cũng phát triển rộng ra. À, giống như là những cái gì mà chúng ta phát triển, bởi vì ba yếu tố này nó liên quan với nhau một cách mật thiết. Ba yếu tố này liên quan với nhau mật thiết. Thế thì để mà chúng ta mong muốn phát triển về mặt sức khỏe thì việc đầu tiên là chúng ta phát triển về mặt tâm hồn, về vật gì ạ? Về mặt trí tuệ thì sức khỏe chúng ta cũng sẽ đi lên. Ví dụ khi mà chúng ta hiểu biết hơn, chúng ta biết rằng thuốc lá có hại cho sức khỏe thì tự nhiên chúng ta không hút thuốc lá nữa. Khi mà chúng ta hiểu biết hơn, chúng ta tin rằng tập thể dục có lợi cho sức khỏe, cho nên tự nhiên chúng ta sẽ tập thể dục và sau thời gian thì sức khỏe chúng ta sẽ đi lên. Đó. Vì vậy để mà rèn luyện về cơ thể chúng ta, con người chúng ta thì chúng ta phải rèn luyện cùng một lúc, rèn luyện cả ba thứ này. Và trong NLP chúng ta sẽ học cách để rèn luyện cả ba cái thứ này. Được chưa ạ? Tuy nhiên, một số người bị gặp cái tình trạng như thế này. Tức là cái tâm hồn của mình như này. À, đây. Đây là cái tình trạng nó gọi là ảo tưởng anh chị em nhé. Đấy. Rồi. Đây. Rồi. Cái trí tuệ của mình như này. Rồi. Rồi. Cái cơ thể của mình như này. Đó. Tức là gì ạ? Mình thực tế là như này. Nhưng mà mình cứ tưởng là mình như này. Thì nó gọi là gì ạ? Nó gọi là gì anh chị em? Nó gọi là ảo tưởng. Ảo tưởng sức mạnh đấy. Mình chỉ nâng được 30 kg. Mình chỉ nâng được 30 kg tạ thôi.
mà mình cứ tưởng là mình nâng được 300 kg. Thế là mình hoang mang, mình bảo tao nâng được 300 kg. Thế là cũng là thằng nó hỏi là thử đi, thì cầm vào thử nó nhấc mãi thì không được, thì đấy gọi là ảo tưởng sức mạnh, đúng không chị em? Rồi, nhưng nếu mà con người của mình như thế này mà mình lại cứ tưởng mình như thế này thì sao anh chị em? Mình lại cứ tưởng mình nhỏ bé như này thì là điều gì sẽ diễn ra? Thì điều gì sẽ diễn ra anh chị em? Là mình sẽ tự ti. Là gì ạ? Không tự tin. Đúng không ạ? Mình sẽ kém tự tin. Mình đủ sức khỏe để mình chạy 42 km, nhưng mình nghĩ rằng mình không làm được. Mình cứ nói rằng tôi yếu lắm, tôi không khỏe, cho nên dẫn đến mình không tự tin. Và mình không tin rằng mình có thể làm được. Và đây cũng là cái vấn đề. Đây là vấn đề. Nếu mà chúng ta không biết mình là ai, mình khỏe hơn nhưng mình không biết rằng mình khỏe, mình tốt hơn nhưng mình không biết là mình tốt, mình giỏi hơn nhưng mình không biết là mình giỏi, nó dẫn đến tình trạng mình tự ti hay là không tự tin. Nhưng cái trường hợp đó là gì ạ? Mình không khỏe nhưng mình cứ nghĩ là mình khỏe, mình không tốt nhưng cứ nghĩ là mình tốt, mình không giỏi nhưng cứ nghĩ là mình giỏi, thì dẫn đến tình trạng là gì ạ? Ảo tưởng sức mạnh hay là chém gió. Được chưa ạ? Cái con người tốt nhất khi mà học NLP đó là lúc mà chúng ta biết mình là ai. Được chưa ạ? Việc của mình đó là gì ạ? Đó là biết mình, biết người. Được chưa ạ? Khi đó thì mình biết mình là ai, tôi có cái điều gì, tôi có thế mạnh gì, tôi có điểm yếu gì, tôi có sức khỏe bao nhiêu, tôi có trí tuệ bao nhiêu, tâm hồn tôi được rèn luyện như thế nào. Tôi phải biết tôi đã. Biết tôi thì mới biết được người khác. Biết mình thì mới biết người. Mình không biết được mình còn lâu mới biết được người. Mình không đọc được vị của mình còn lâu mới đọc vị được của người. Có đúng không anh chị em? Đấy. Cho nên trên cuộc đời này cái quan trọng nhất mình phải biết mình là ai. Chỉ cần biết mình là ai thôi, mình đã sống là gì ạ? Rất tuyệt vời rồi. À, có rất nhiều người khi mà nói chuyện ở trên đi nói chuyện với nhau ấy, thì họ thể hiện họ là giàu có, họ thể hiện họ là giỏi giang, cái gì họ cũng biết thế này thế kia. Đấy. Và rất nhiều người ngồi bên dưới họ cười, họ nói rằng là cái thằng này cái gì cũng biết, có mỗi thứ không biết. Đấy là gì ạ? Không biết điều. Bởi vì sao ạ? Họ không biết họ là ai, cho nên là họ không biết là họ nói cái điều đó thì nó có phù hợp hay không. Đó. Và khi họ không biết nói cái điều đó phù hợp hay không thì họ quên mất là họ không biết người. Đó. Dẫn đến cái tình trạng là không biết mình, không biết người. Và cái người đó đau khổ vô cùng luôn. Một là họ quá tự ti. Hai là họ quá tự tin. Đấy. Một là gì ạ? Không tự tin. Tức là gì ạ? Quá là tự ti. Quá tự ti. Đấy. Hoặc là ảo tưởng sức mạnh. Tức là quá tự tin. Đấy. Thì không tự tin cũng không được, mà quá tự tin cũng không được. Cách tốt nhất đấy là gì ạ? Là mình tự tin thôi, đừng quá. Đấy, đúng không ạ? Mình khiêm tốn thôi, chứ đừng tự ti. Được chưa? Biết mình, biết người, tự nhiên mình sẽ khiêm tốn. Biết mình, biết người, tự nhiên mình sẽ tự tin. Đúng không ạ? Vì mình là mình, thì có ai khen mình thì mình cũng gì ạ? Mình cũng cười bình thường. Ai có chê mình cũng bình thường. Đấy. Thế tại sao mà có những người ảo tưởng như này anh chị em biết không? Bởi vì có một số cái lời khen của người nào đó, họ khen cho vui, họ khen xã giao thôi. Sao mình cứ tưởng thật? Sao mình cứ tưởng mình như thế thật? Mình vừa nâng được mấy quả tạ. Thế có cô bên cạnh của bảo, ui dồi ôi, anh khỏe thế, anh giỏi thế. Thế là mình cứ tưởng là mình khỏe thật. Thế là nâng con tạ to phát chụp về chết. Đấy là ảo tưởng sức mạnh đấy anh chị em. Bởi vì mình không biết mình, cho nên mình mới gì ạ? Mình mới bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, bởi những cái lời khen hoặc lời chê, bởi vì những cái đánh giá của người khác. Và khi đó chúng ta trở thành cái con người mà không phải là chính mình. Thế thì NLP nó là một cái bộ môn khoa học để giúp chúng ta tìm lại về chính con mình, con người của mình. Tìm lại về chính con người của mình, có vậy thôi.
đúng không ạ? NLP nó chỉ là một bộ môn khoa học để mình tìm về chính mình. Và khi mình được là chính mình thì mình sẽ hạnh phúc. Mình là chính mình thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ sung sướng. Mình không cần phải giàu giống như là Elon Musk, giàu nhất thế giới. Không cần phải giàu giống như ông Phạm Nhật Vượng, giàu nhất Việt Nam. Nhưng mình vẫn hạnh phúc. Mình vẫn gì ạ? Mình cảm thấy giàu có. Cái giàu có này nó đến từ gì ạ? Từ trong tâm hồn của mình, từ trong sức khỏe của mình, từ trong trí tuệ của mình. Được không anh chị em? Ok không ạ? Anh chị em muốn mình trở nên giàu có mà không cần phải so với thằng nào hết. Thằng nào nó chửi mình là nghèo, kệ nó. Thằng nào nó khen mình là giàu, kệ nó. Được không ạ? Mình biết là mình giàu có như nào, thế nào được. Giàu có không được đánh giá bằng tiền bạc. Tiền bạc nó chỉ là một trong những số cái thứ để đánh giá thôi. Giàu có được đánh giá bằng gì ạ? Bằng sức khỏe, bằng trí tuệ và bằng tâm hồn. Thế làm thế nào để đánh giá về sức khỏe? Làm thế nào đánh giá về tâm hồn? Làm thế nào đánh giá về trí tuệ? Thì NLP nó sẽ có cách để giải quyết cho anh chị em. Bao nhiêu anh chị em cảm thấy hào hứng và cảm thấy mong muốn học nốt 13 cái buổi về sau nữa thì comment tôi. Ok không ạ? Rồi. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Đơn giản như thế thôi. NLP nó đơn giản như vậy. Nó không khó. NLP nó không hề khó. Nó không hề cao siêu. Nó không hề phức tạp. Mặc dù nếu anh chị em nghiên cứu sâu về NLP thì nó cũng rất nhiều kiến thức, rất nhiều những cái mô hình, rất nhiều cái mô thức. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ đưa những cái thứ đơn giản nhất để áp dụng vào trong thực tế. Đây là một cái khóa học NLP ứng dụng, chứ không phải một khóa học NLP về gì ạ? Về cơ bản, hay là NLP về gì ạ? Về truyền thống, hay NLP về lý thuyết. Đó ạ. Đây là NLP ứng dụng. Được chưa? Rồi. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng các cái kỹ thuật để chúng ta biến những cái con người ảo tưởng này, những cái con người dạ tự ti này về đúng con người thật của mình. Được chưa? Và biến cái con người thật của mình nó lớn hơn con người hiện tại. Không phải việc là mình nghĩ mình lớn hơn, mà việc của mình là biến cái con người hiện tại này lớn hơn. Được chưa? Cho nên đôi khi chúng ta phải gạt đi những cái đám mây nó che mờ cái con người thật của mình. Được chưa? Cái con người thật của mình nó là một mặt trời sáng chói chang. Và anh chị em biết rồi, trong những ngày mưa gió, mây đen kéo đến, đen kịt bầu trời, cho Huy hỏi anh chị em, đó là mặt trời còn ở đó hay biến mất? Khi anh chị em ở trong một cơn mưa, rất nhiều mây đen kéo đến che phủ bầu trời, thì mặt trời còn ở đó hay mặt trời đã biến mất, đã không còn nữa? Chúng ta không nhìn thấy mặt trời, nhưng thực tế mặt trời vẫn đang ở đó. Có đúng không anh chị em? Chúng ta không nhìn thấy con người thực sự ở bên trong của mình, nhưng cái con người thực sự ở bên trong của mình nó vẫn đang ở đó. Nó vẫn ở đó. Chẳng qua chúng ta đang bị những cái đám mây nó che mù, che mờ đi cái con người thật ở bên trong của mình mà thôi. Và cái con người thật ở bên trong của mình ấy, nó chính là gì ạ? Nó chính là ý thức cộng với tiềm thức. Nó chính là thân, tâm, trí. Được không ạ? Thế thì việc của chúng ta đó là tìm ra cái con người ý thức và con người tiềm thức ở bên trong của mình. Cái con người bên trong nó sẽ quyết định cái con người bên ngoài. Cái con người ý thức là cái con người mà chúng ta có thể nhìn thấy, có thể đong đếm được, thì nó là con người bên ngoài. Nhưng với NLP họ nói rằng bên trong thì quyết định bên ngoài, bên dưới thì quyết định bên trên. À, anh chị em để ý này, một cái tảng băng trôi á, thì chúng ta nhìn thấy ở bên trên mặt biển có 20% thôi, còn 80% thì nó chìm xuống bên dưới. Đúng không ạ? Thế thì nó nổi lên, cái 20% nổi lên trên mặt nước ấy, nó cao bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, nó sâu bao nhiêu, thì hoàn toàn được quyết định cái phần ở bên dưới. Cái phần chìm ở bên dưới nó to bao nhiêu thì quyết định là cái phần bên trên lớn bấy nhiêu. Cho nên mình đo cái phần bên trên thì mình biết được cái phần bên dưới. Mình không cần đo phần bên dưới, nhưng đo phần bên trên biết được phần bên dưới. Bởi vì phần bên dưới mới quyết định phần bên trên. Được không ạ? Thế về phần bên trong con người của mình, đó là thân thể, là tâm hồn, là trí tuệ của mình, là cái thứ mà chúng ta có thể không đo lường được. Đấy, nhưng nó lại quyết định là gì ạ? Nó quyết định về tiền bạc của chúng ta, quyết định về gì ạ? Sức khỏe, quyết định về mối quan hệ của chúng ta. Được không ạ? Cái tiềm thức là chiếm 80% ấy, nó không phải là cái thứ mà chúng ta có thể nhìn được. Nhưng nó lại thứ và quyết định
là cái con người của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy việc của chúng ta mong muốn giàu có, tức là kiếm được bao nhiêu tiền ấy, thì nó là cái thứ bên ngoài, và cái điều này nó phải được quyết định ở bên trong. Thế thì việc của chúng ta là gì ạ? Việc của chúng ta là làm dày lên cái thứ bên trong, làm dày lên cái ý thức, à cái tiềm thức của mình, đấy ạ, làm dày lên cái tâm hồn, cái trí tuệ của mình, thì lập tức là gì ạ? Là cái tiền bạc nó gì ạ? Nó sẽ nhiều hơn. Rất đơn giản như vậy thôi. Đấy là NLP, đúng không ạ? Bên trong thì quyết định bên ngoài, bên dưới thì quyết định bên trên. Thì việc của chúng ta là gì ạ? Rèn luyện cái bên trong của mình. Bao nhiêu anh chị em chúng ta cam kết là từ ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ rèn luyện cái bên trong của mình để khiến cho cái bên ngoài nó mạnh hơn, nó to hơn, nó dài hơn, nó phát triển hơn. Rồi, bao nhiêu anh chị em chúng ta cam kết làm điều này thì comment là cam kết, đúng không ạ? Ok nha. Rồi, thế thì NLP sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta xây dựng cái tiềm thức của mình. Chúng ta xây dựng cái tiềm thức của mình bằng cách là chúng ta sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp từ ý thức về tiềm thức. Chúng ta làm cho con người chúng ta lớn lên, lớn hơn. Ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng những cái câu tuyên bố. Chúng ta sẽ dùng ngôn ngữ, dùng tiếng nói của mình để truyền đạt từ ý thức vào tiềm thức, đúng không ạ? Bằng cách lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại nhiều lần như vậy. Bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần cái ý thức thì nó sẽ được lưu vào tiềm thức của mình. Cái ý thức nói rằng tôi là người khỏe mạnh. Tôi là người khỏe mạnh. Tôi là người khỏe mạnh. Nói đi nói lại đấy nhiều lần, 100, 1000, 10000 lần nói tôi là người khỏe mạnh, thì tự nhiên thằng tiềm thức nó hiểu rằng tôi là người khỏe mạnh. Và khi mà có ai đó mời điếu thuốc thì vô thức nó đưa tay lên, nó xua 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 xua. À, không không không, tôi không hút. Thằng ý thức thì quen hút rồi. Thằng ý thức thì làm sao ạ? Thích hút, bởi vì sao ạ? Nghe cho nó ngầu, nghe cho nó kinh. Đấy, nghe cho nó gì ạ? Trưởng thành, nó người lớn. Đấy. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà thằng tiềm thức khi đó nó được huấn luyện rồi. Tôi là người khỏe mạnh cho nên tôi không hút thuốc. Đấy. Tôi là người khỏe mạnh cho nên tôi sẽ tập thể dục. Tôi là người khỏe mạnh cho nên tôi sẽ ăn những cái món ăn healthy, tốt cho sức khỏe. Tôi là người khỏe mạnh cho nên tôi sẽ chăm sóc cái cơ thể của tôi một cách tốt nhất. Được chưa ạ? Đấy. Cho nên NLP nó sử dụng một kỹ thuật vô cùng quan trọng. Đó là một cái kỹ thuật nó gọi là gì ạ? Tự kỷ ám thị. Bao nhiêu anh chị em đã từng nghe cái từ này rồi ạ? Tự kỷ ám thị, tức là mình tự nói với mình để mình gì ạ? Để mình ám thị mình, để mình thay đổi bản thân của mình. Được chưa ạ? Tự kỷ ám thị là một trong những kỹ thuật vô cùng quan trọng trong NLP. Thì tự kỷ ám thị bằng cách mình tự nói với chính mình và mình thay đổi cái tiềm thức bên trong của mình. Và cái tiềm thức nó là như này anh chị em ấy. Cái tiềm thức ấy, hay là cái vô thức ấy, nó là gì ạ? Vô thức là thần đèn. Đấy. Cho nên là mọi gì ạ? Yêu cầu của ý thức là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của vô thức. Và thần đèn này thì nó có một cái thuộc tính này nhỉ. Cái thần đèn này thì nó có trí tuệ bằng đứa trẻ thôi. Nó nói chung là rất ngu. Thằng vô thức ấy nó rất ngu. Nó không hiểu được cái yêu cầu của mình là đúng hay sai. Nó không phân biệt được nó đúng hay sai. Nó không phân biệt là tốt hay xấu. Nó chỉ biết rằng là gì ạ? Mình yêu cầu cái gì thì nó sẽ gì ạ? Mình yêu cầu gì, nó chỉ là gì ạ? Yes and more. Tức là gì ạ? Vâng và cho thêm. Bất kể yêu cầu của gì của ý thức thì nó đều gì ạ? Nó đều yes and more. Tức là gì ạ? Nó đều gì? Nó đều vâng và cho thêm. À. Như vậy là gì ạ?
Nếu mà ý thức của chúng ta nói rằng ôi tôi kém lắm, tôi chắc không kiếm được tiền đâu, ôi tôi già lắm, chắc tôi không học được đâu, ôi tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi nghèo, cả họ tôi nghèo, chắc tôi không kiếm được tiền đâu, ôi tôi là phụ nữ, tôi còn phải chăm con, tôi không có thời gian đâu. Mình tự nói với mình và nói với người khác thì cái thằng ý thức nó nói, nhưng cái thằng vô thức nó không biết, thì nó chỉ nói rằng là à, tôi nghèo, tôi không có thời gian, à, tôi không có sức khỏe, à, cho nên là gì ạ, cho nên nó sẽ làm mọi thứ và nó cho thêm. Tức là nếu mà mình nói là mình nghèo thì nó sẽ ok, nghèo gì, thích nghèo gì, được, nghèo. Thế thì mình nói rằng là tao không thích nghèo thì cái thằng vô thức nó lại ngu, nó nghe là gì ạ, là tao thích nghèo, nó không phân biệt từ có hay từ không. Thằng ý thức nó ngu như thế đấy, nó không phân biệt là từ có hay từ không. Đấy, cho nên là gì ạ, đó, mình cứ nói là tôi không thích nghèo thì nó sẽ gì ạ, ok mày thích nghèo đúng không, ok cho nghèo thêm nữa. Đấy, thế thì mình nói là gì ạ, tôi không đủ sức khỏe thì nó sẽ sao ạ, à nó bảo là gì ạ, à, sức khỏe kém đúng không, à, thì cho kém hơn nữa. Đấy, thế thì cái thằng tiềm thức là cái thằng rất ngu, cho nên mình phải làm gì ạ, mình phải đào tạo cho nó, mình phải huấn luyện cho nó bằng gì ạ, bằng cái ý thức thông minh của mình, được không ạ, bằng cách gì ạ, sử dụng ngôn ngữ và tự kỷ ám thị. À, và một trong số những cái cách đó, đó là gì ạ, là chúng ta đọc các tuyên bố, đọc tuyên bố. Ví dụ như này, khi chúng ta đọc tuyên bố thì chúng ta sẽ sử dụng cái thì hiện tại, không phải thì quá khứ, là tôi đã giàu có hay là tôi sẽ giàu có, mà mình sẽ sử dụng các cái tuyên bố để thể hiện cái sự mạnh mẽ nhất, đó là tôi giàu có hay là tôi là người giàu có, đúng không ạ? Mình đọc cái tuyên bố đó để làm gì ạ? Để huấn luyện cho cái thằng gì ạ, thần đèn ngu ngốc bên trong của mình, đấy là thằng gì ạ, thằng vô thức, là tôi là người giàu có. Thế sau một thời gian nó gì ạ, nó nghe nhiều lần ấy thì nó mà ừ tao giàu có mà, và khi đó nó bắt đầu là gì ạ, nó hoạt động một cái phần mềm giàu có được cài đặt ở bên trong mình, được không anh chị em? Đấy, và việc này thì nó có dễ không anh chị em? Nó rất là dễ, nhưng nó yêu cầu một thứ, đó là sự kiên trì. Tại sao ạ? Bởi vì cái thằng phần mềm nghèo ấy, nó đang hoạt động ở bên trong mình ấy, thì nó sẽ dãy giụa, nó sẽ phản kháng, nó sẽ phản ứng. Nó bảo mày có cái giàu đâu mà mày nói mày giàu, nó sẽ phản ứng. Và thằng ý thức thì nó muốn giàu, nhưng thằng tiềm thức thì nó đang được cài đặt cái phần mềm nghèo, cho nên là gì ạ? Cho nên nó phản kháng lại là chuyện bình thường. Bây giờ giống như đứa trẻ mình bảo nó đi đánh răng thì làm sao ạ? Và con nào mà chơi thì nó lờ mình đi, có đúng không ạ? Thế mình phải làm sao ạ? Mình phải vừa dỗ dành, mình phải vừa kiên nhẫn. Anh chị em nào có con rồi thì biết, đó là gì ạ? Dạy con phải vô cùng kiên nhẫn, đúng không anh chị em? Thế cho nên Huy rất thích những cô giáo gọi là cô giáo mầm non, bởi vì họ là những người cực kỳ kiên nhẫn, và Huy phải học cái tính cách đấy của họ, đúng không ạ? Họ kiên nhẫn để họ rèn giũa cho những đứa trẻ. Những đứa trẻ nó không phải là những cái người thông minh giống như người lớn, bảo nó phát nó làm ngay, nói phát là nó hiểu ngay. Không, nó không hiểu đâu. Nó đang mải chơi, nó đang xem điện thoại, nó đang xem tivi, nó đang xem hoạt hình. Mình bảo nó cứ lờ nên coi như điếc không nghe. Thế là mình điên tiết nên mình quật nó, mình đánh nó. Mình đánh nó thì sao ạ? Nó phản kháng. Lần sau mình đánh nó không nghe nữa. Sau càng về sau nó càng lớn lên, mình đánh nó không đau nữa, nó càng không nghe, nó càng phản ứng. Và càng sau thì càng không gì ạ, càng không dẫn dắt, càng không lãnh đạo, càng không nói được nó. Đúng không ạ? Cho nên dạy con là mình cực kỳ kiên nhẫn. Thế thì dạy thằng tiềm thức của mình nó còn ngu hơn thằng con mình nữa. Thì mình có cần kiên nhẫn không anh chị em? Bao nhiêu anh chị em sẽ cam kết là tôi sẽ kiên nhẫn để rèn luyện cho cái ý thức nó gọi là ngu ngốc của mình. Nói ngu ngốc thôi ra nó không ngu đâu. Nó khôn lắm, giống như đứa trẻ, nó khôn lắm, nó không ngu đâu, biết hết đấy. Đúng không ạ? Nhưng mỗi tội là cái trí tuệ của nó nằm ở cái mức trung bình, thấp. Cho nên là mình phải kiên nhẫn để rèn giũa nó. Mình muốn nó đi theo cái chiều hướng nào ấy thì mình phải kiên nhẫn. Mình phải cho nó những cái gì ạ? Những cái lợi ích thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ vượt qua được. Rồi. Đấy. Mình comment ấy. Đấy, thì mình comment là
tôi là người kiên nhẫn, nó sẽ power hơn, nó sẽ mạnh hơn là tôi sẽ kiên nhẫn. Tôi sẽ kiên nhẫn là mình nói thì tương lai, tức là ở tương lai khoảng 10 năm nữa tôi sẽ kiên nhẫn, còn bây giờ thì chưa, đúng không ạ? Đấy chưa? Đấy. Hoặc là tôi đã là người kiên nhẫn, tức là trong quá khứ thôi, không phải bây giờ. Thì NLP nó sẽ hướng dẫn chúng ta đưa mọi thứ vào thời điểm hiện tại, kể cả tương lai hay quá khứ, đưa mọi thứ về điểm hiện tại. Đấy là một trong những kỹ thuật NLP. Và sau này anh chị em sẽ được học về cách làm sao để chúng ta quay ngược thời gian để trở về quá khứ. Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách thôi miên trị liệu. Tại sao ạ? Bởi vì rất nhiều những cái phần mềm chúng ta đã được cài đặt trong quá khứ bằng những cái trải nghiệm thực tế mà chúng ta đã diễn ra từ gia đình, từ nhà trường, từ xã hội, những cái người mình gặp. Và những cái cảm xúc, cái sự việc đó chúng ta đã quên rồi. Những cái cảm xúc từ cái sự việc đó thì chúng ta mãi mãi không quên. Thì chúng ta sẽ quay trở lại quá khứ để chúng ta xóa bỏ cái quá khứ đấy đi. Xóa bỏ cái cảm giác đó đi. Xóa bỏ cái cảm xúc đó đi. Ví dụ như này. Cái một đứa trẻ đã từng bị lạm dục tình dục, tức là một đứa bé gái bị lạm dục tình dục từ năm 10 tuổi, từ năm 13 tuổi, bị chính một cái người cha dượng của mình lạm dụng tình dục. Nó dẫn đến một cái suy nghĩ sai lầm về tình dục, nó dị sai lầm về cái người khác giới. Và khi lớn lên, họ nhìn thấy đàn ông là họ sợ. Họ nhìn thấy đàn ông là họ run rẩy. Họ nhìn thấy đàn ông là họ chán ghét. Nhưng họ càng chán ghét cái người đàn ông thô lỗ, cục cằn, bạo hành. Thì vũ trụ càng mang đến nhiều hơn những cái người như vậy. Cái tiềm thức càng hút những cái người như vậy đến với họ. Họ càng sợ những cái người bạo hành thì càng nhiều người bạo hành đến với họ. Cho đến khi họ quyết định sử dụng ý thức để vượt qua cái điều này. Đó là họ sử dụng cái thuật thôi miên, quay trở về quá khứ và tha thứ cho những cái người mà đã lạm dụng tình dục của họ. Tha thứ cho họ. Và khi đó họ không còn hận thù nữa. Và khi đó họ không còn quan tâm đến cái việc mà những cái người đã từng gây hại cho họ nữa. Và họ tin tưởng rằng trên thế giới này còn có rất nhiều người đàn ông tốt. Và khi đó họ mở lòng ra, họ đón nhận. Và những người đàn ông tốt lúc đó mới có cửa để mà bước vào trong tâm hồn của họ, bước vào trong cái thế giới của họ. Và chúng ta sẽ học cách để thôi miên trị liệu, để cách để quay ngược về quá khứ, để giải quyết những cái vấn đề trong quá khứ của mình. Những đứa trẻ ở trong quá khứ bị bố mẹ đánh, bị bố mẹ quát tháo, bị bố mẹ phạt, bị bố mẹ chửi rủa, bị bố mẹ cài đặt những cái phần mềm như là con là đứa trẻ ngu ngốc, con là đứa trẻ lười biếng, con là đứa trẻ gì ạ, là dở hơi hâm hấp, thì lớn lên nó đúng trở thành những đứa trẻ như vậy, thành những cái người lớn ở chăm lốt những cái đứa trẻ ngu ngốc dở hơi như vậy. Và việc của chúng ta đó phải đập tan những cái cảm xúc cũ đi để xây dựng những cái cảm xúc mới. Và NLP nó có các kỹ thuật để giúp chúng ta làm điều này. Bao nhiêu anh chị em thực sự mong muốn học hết tất cả những kỹ năng này, kỹ thuật này, thì comment xuống là gì ạ? Là tôi muốn Huy, đúng không ạ? Huy thực sự mong muốn giúp đỡ anh chị em. Nhưng chỉ khi nào anh chị em muốn thì Huy mới giúp được. Có một nguyên tắc của Huy đó là chỉ giúp cái người muốn. Vì Huy không đủ khả năng để giúp những người không muốn giúp. Huy chỉ đủ khả năng giúp cái người muốn giúp. Còn những người không muốn giúp, Huy từ chối. Từ chối giúp đỡ, từ chối hỗ trợ. Được không ạ? Và trong cái khóa học này anh chị em chúng ta sẽ phải gì ạ? Sẽ phải làm bài tập. Và trong quá trình làm bài tập, có thể anh chị em sẽ phải đụng chạm vào những cái nỗi đau trong quá khứ của mình. Và nó giống như những cái vết thương vậy. Khi chúng ta đụng vào những cái vết thương của mình thì chúng ta không hề dễ chịu một chút nào. Thậm chí là nó rất đau đớn. Nó xót, nó đau, nó day dứt, nó khó chịu. Thậm chí nó còn đem lại những cảm xúc rất là sợ hãi, kinh dị, ghê tởm, đau khổ, buồn bã, thất vọng. Rất nhiều những cái cảm xúc mà mình không muốn nhắc đến. Không bao giờ mình muốn nghĩ đến những cái cảm xúc như vậy. Nhưng trong khóa học này, anh chị em bắt buộc phải đụng đến những cái cảm xúc đó.
bao nhiêu anh chị em sẵn sàng đập tan những cái cảm xúc đó để xây dựng một con người mới. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ thay đổi, trở thành một cái con người khác, tốt hơn, bằng cách follow theo những cái bài học, follow theo những cái bài tập mà Huy đã đưa ra. Chỉ khi nào anh chị em cho phép Huy dẫn dắt anh chị em, thì anh chị em mới gì ạ? Mới có thể dẫn dắt chính bản thân mình để thay đổi. Nếu anh chị em sẵn sàng đập bỏ đi những cái tư duy trong quá khứ, đập bỏ đi những cái cảm xúc đau buồn, cảm xúc không vui ở trong quá khứ, sẵn sàng chạm đến nó, thì hãy comment xuống là sẵn sàng. Hãy comment sẵn sàng. Nó không hề dễ dàng một chút nào anh chị em, không hề vui một tí nào. Nó sẽ rất đau khổ. Cho nên Huy cần sự cam kết của tất cả anh chị em. Nó cần sự gì ạ? Nỗ lực của tất cả anh chị em. Huy cam kết đồng hành với anh chị em, Huy cam kết sẽ giúp anh chị em thay đổi. Nếu anh chị em không thay đổi thì anh chị em đóng bao tiền Huy trả lại từng ấy tiền, không lấy tiền của anh chị em. Đúng không ạ? Nếu anh chị em đóng tiền, Huy cam kết trả lại, không cần hỏi lý do. Học xong 14 buổi, anh chị em bảo là thầy ơi cho em xin tiền. Ok, trả tiền xong mới hỏi. Trả tiền xong mới hỏi là tại sao? Đúng không ạ? Lý do em xin lại tiền là gì? Không hỏi trước, không có một cái gọi là gây khó khăn nào hết cho anh chị em. Nếu anh chị em đóng tiền. Còn tất nhiên anh chị em không đóng tiền thì không có gì để trả. Đúng không ạ? Một số anh chị em học không mất tiền. Với một số thành viên ở trong đội ngũ của mình thì mình học không mất tiền. Nhưng mà học không mất tiền không có nghĩa là mình có thể là gì ạ? Là thờ ơ với nó. Không có nghĩa là mình coi thường nó. Không có nghĩa là mình coi nó là miễn phí cho nên là mình coi nhẹ nó. Đúng không ạ? Bởi vì khóa học này vô cùng giá trị. 28 triệu nó chỉ là cái con số mà nó gọi là phù hợp với phần đông anh chị em thôi. Chứ còn thực tế nó giá trị nhiều hơn như vậy rất nhiều. Nó giá trị hơn như vậy rất nhiều. Đúng không ạ? Nó là những cái kiến thức, nó những cái trải nghiệm của Huy trong rất là nhiều năm. Nó không phải là trong 5 năm, 6 năm, 7 năm Huy bắt đầu thay đổi bản thân. Mà nó đến từ rất nhiều năm trước nữa. 20 năm của Huy trải nghiệm trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh, trong tình yêu và hôn nhân, rất nhiều những cái trải nghiệm của Huy. Đấy. Và rất nhiều những cái sự giác ngộ của Huy được cô đọng lại trong cái khóa học này. Nó rất giá trị anh chị em. Cho nên Huy cần cái sự cam kết và nỗ lực. Huy ở đây để cống hiến cho anh chị em. Nhưng anh chị em cũng phải sẵn sàng cống hiến thời gian mình ngồi ngay ngắn trước camera. Mình comment để mình gì ạ? Mình thay đổi cái trạng thái cơ thể của mình. Mình comment để xây dựng cái năng lượng cho phòng Zoom. Mình comment để mình gì ạ? Mình xây dựng cái gì ạ? Cái con người của mình cũng như là gì ạ? Xây dựng cái đội nhóm. Được chưa ạ? Và đó là một trong những cái đạo đức kinh doanh tiếp theo. Đấy. Đó là gì ạ? Làm việc tốt cho bản thân mình. Yêu thương bản thân mình. Nhưng cái đạo đức tiếp theo đó là làm việc tốt cho người khác, yêu thương người khác, yêu thương những người xung quanh mình. Đừng chỉ làm việc tốt cho bản thân mình. Nếu mình chỉ làm việc tốt cho bản thân mình, tức là mình là người ích kỷ hay là người vị kỷ, được chưa? Khi mình bắt đầu làm việc tốt cho người khác thì mình bắt đầu yêu thương người khác, thì bắt đầu mình trở thành người vị chủng. Và những người vị chủng thì bao giờ cũng có thành công hơn so với những người vị kỷ. Tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ làm việc tốt cho cộng đồng, xã hội của chúng ta. Được chưa ạ? Yêu thương cộng đồng, xã hội của mình. Tiếp theo nữa là làm việc tốt cho gì ạ? Cho thế giới. Được chưa ạ? Cuối cùng là làm việc tốt cho vạn vật. Vạn vật tức là gì ạ? Kể cả là con kiến, con chim, con gà, kể cả là những cái thứ lớn lao hơn. Thì đây là các cái tầng lớp khác nhau. Cho vạn vật ở đây tức là gì ạ? Là cho cả vũ trụ. Đấy ạ? Đây là vị kỷ, vị chủng, vị gì ạ? Xã hội, vị thế giới và vị gì ạ? Vị vũ trụ. Có những người bây giờ đang bắt đầu nghĩ đến việc bảo vệ vũ trụ. Đấy ạ? Đấy. Ví dụ Elon Musk bây giờ đang gì ạ? Đang bảo vệ loài người. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách là định cư trên sao hỏa. Đấy.
Và chính cái ý tưởng điên rồ này nó khiến cho ông ấy trở thành cái người giàu nhất trên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thích những cái ý tưởng điên rồ như vậy. Bởi vì người ta thích những cái người vị chủng như vậy, vị thế giới, vị vũ trụ như vậy, đúng không? Vị vạn vật như vậy, yêu thương cây cỏ, có những cái hiệp hội để bảo vệ rùa, có những cái hiệp hội để bảo vệ gấu, có hiệp hội để bảo vệ cá sấu, có hiệp hội để bảo vệ cá voi, kiểu kiểu vậy. Đấy, thì có rất nhiều hiệp hội bảo vệ, có những bảo vệ động vật, bảo vệ chó, bảo vệ cây cối, các thứ rất nhiều. Đó, thì đấy là gì ạ? Những người mà có cái tinh thần là gì ạ? Là làm việc tốt cho vạn vật, cho vũ trụ. Thế việc đầu tiên mình cứ đi từng bước một, yêu thương bản thân mình đã. Mình yêu thương cái cơ thể của mình biết ơn cái cơ thể của mình trước. Sau đó mình biết ơn những cái người xung quanh của mình, những người gần gũi của mình đã. Sau đó là biết ơn cái đội nhóm của mình, cái công ty của mình đã. Đúng không ạ? Đấy, khách hàng của mình đã, đối tác của mình đã. Được chưa ạ? Đấy là cái cộng đồng, cái xã hội nhỏ xung quanh mình. Sau đó là gì ạ? Là biết ơn cái gì ạ? Cái nơi mà mình sinh ra, cái tỉnh hay là cái quốc gia mà mình sinh ra. Đúng không ạ? Đó, biết ơn cái quốc gia đã cho mình gì ạ? Là lớn lên. Đấy. Sau đó thì mình bắt đầu là gì ạ? Là bảo vệ hòa bình của thế giới. Đúng không ạ? Rất nhiều người bây giờ đang đi thì đang bảo vệ hòa bình thế giới, hoặc là tìm cách cứu nạn đói của châu Phi, rồi giải cứu hạn hán ở châu Âu các kiểu. Đúng không ạ? Sau đó thì một số người nghiên cứu vũ trụ, đúng không ạ? Để bảo vệ trái đất, bởi vì có những cái thiên thạch nó bay từ trong vũ trụ nó đâm vào trái đất thì làm sao? Đúng chưa ạ? Thì có rất nhiều người sẽ có những cái nguyên tắc khác nhau, và cái nguyên tắc ở trong NLP thì nó bắt đầu đi từ những cái nền tảng thấp nhất, đó là yêu thương bản thân mình. Mình biết ơn về đôi mắt của mình, biết ơn về cái miệng của mình, biết ơn về cái lưỡi của mình, biết ơn về bàn tay của mình, biết ơn về những cái xúc giác của mình, biết ơn về đôi tai của mình, biết ơn cái đôi tay của mình, biết ơn bàn chân của mình, biết ơn toàn bộ cơ thể của mình, biết ơn cái trái tim của mình nó còn đập hàng ngày. Được chưa ạ? Thì khi mà chúng ta trở nên người biết ơn thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ trở thành cái người mà khỏe mạnh hơn, tâm hồn tươi sáng hơn và một trí tuệ minh mẫn hơn. Được chưa ạ? Đây là cái nguyên tắc đầu tiên trên NLP, đấy là làm việc tốt. Được chưa ạ? Cái nguyên tắc thứ hai, nguyên tắc đạo đức thứ hai trong NLP. Nguyên tắc đạo đức thứ hai trong NLP đó là gì ạ? Đó là kiên trì và kiên trì. Những người thành công trong NLP họ đều là những người cực kỳ kiên trì và kỷ luật. Họ làm những việc cần phải làm. Họ biết là những việc gì cần phải làm, cho nên họ sẽ làm những việc mà họ gì ạ? Họ thấy là cần thiết. Họ không chỉ làm những cái việc mà họ thích, mà họ làm những việc cần thiết. Ví dụ, họ cần phải đọc tuyên bố mỗi ngày, thì việc của họ đó là gì ạ? Đó là kỷ luật và làm thôi. Không suy nghĩ là nên hay không nên, không suy nghĩ là đúng hay sai, không suy nghĩ là tốt hay xấu. Họ biết việc này là tốt, họ biết việc này là đúng, họ biết việc này là cần phải làm, cho nên đến giờ, đến ngày là làm, không có nghĩ nữa. Được không anh chị em? Đây là một nguyên tắc mà chúng ta cần phải biết để sau này chúng ta làm các cái bước bài tập nó dễ dàng hơn. Một cái nguyên tắc đạo đức trong NLP nữa, đó là sự gì ạ? Sự trung thực hay là sự chính trực. Ví dụ như này, khi mà chúng ta làm bài tập thì có thể thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải nộp bài tập. Thì những người mà đã gì ạ? Ở trong NLP thì họ sẽ là những người chính trực, tức là họ làm bài tập thì họ bảo họ làm bài tập. Họ không làm bài tập thì họ bảo không làm bài tập. Chứ họ không nói dối. Chứ họ không lươn lẹo để mà gì ạ? Để tránh những cái hình phạt hoặc tránh cái việc mà bị xấu hổ. Mình không làm bài tập xong mình lươn mình bảo là gì ạ? Tôi có làm bài tập. Mình không đọc tuyên bố xong mình lươn mình bảo là gì ạ? Tôi có tuyên bố. Thì đây là gì ạ? Đây là những cái người gọi là phi đạo đức hay là phi NLP. Những con người như vậy sẽ không được
chấp nhận ở trong cộng đồng những người học cũng như là những người thực hành NLP. Bao nhiêu anh chị em chúng ta quyết định từ ngày hôm nay chúng ta sẽ trung thực với chính bản thân mình. Nếu chúng ta làm bài tập thì chúng ta nói là chúng ta làm, không làm thì chúng ta nói là chúng ta không làm. Kể cả chúng ta phải nhận những cái hình phạt nếu có, thì anh chị em hãy comment xuống: tôi là người chính trực. Tôi là người chính trực. Comment xuống cái điều này: tôi là người chính trực. Tôi là người chính trực. Được chưa? Đó, chính trực thì nó cao hơn cả trung thực. Đấy. Ok anh chị em nhé. Tôi là người chính trực. Được chưa? Hãy comment xuống, tiếp tục comment xuống anh chị em. Rồi. Một cái nguyên tắc đạo đức nữa ở trong NLP. Một cái nguyên tắc đạo đức nữa ở trong NLP. Đó là gì ạ? Những người mà học và thực hành NLP thì họ sẽ có một cái nguyên tắc như thế này. Đó là họ luôn biết ơn mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Họ luôn biết ơn mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Đây là một cái văn hóa đạo đức ở trong NLP. Khi mà chúng ta biết ơn, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Nếu mà chúng ta là người biết ơn thì chúng ta sẽ làm dày hơn cái tâm hồn của mình. Biết ơn là cách dễ dàng nhất trong việc rèn luyện cái tâm hồn của mình. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ quyết định từ ngày hôm nay trở đi, quên cái quá khứ của mình đi. Tương lai của mình thì được hình thành từ ngày hôm nay, cho nên cũng quên nó đi. Chúng ta quyết định từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta sẽ là những người tràn đầy lòng biết ơn. Nếu anh chị em chúng ta quyết định rằng mình sẽ là người tràn đầy lòng biết ơn thì hãy comment xuống: tôi là người tràn đầy lòng biết ơn. Tôi là người tràn đầy lòng biết ơn. Tràn và đầy ra ngoài luôn. Lòng biết ơn là mình phải đầy, mình tràn ra ngoài luôn. Và chúng ta sẽ có những cái module để học về lòng biết ơn. Chúng ta sẽ có thiền để thiền biết ơn. Chúng ta sẽ có những cái câu tuyên bố về lòng biết ơn. Đúng không ạ? Và chúng ta thường trực trên miệng của mình lời cảm ơn. Đúng không ạ? Thường trực trên miệng của mình lời cảm ơn người khác, lời biết ơn người khác. Mình nói ra lời biết ơn hoặc mình nghĩ ở trong đầu biết ơn thì nó không có tổn hại gì cho bản thân mình hết. Và nó chỉ tốt cho tâm hồn của mình mà thôi. Mà không chỉ tốt cho tâm hồn của mình, nó còn tốt cho tâm hồn của người khác. Nó không chỉ tốt cho tâm hồn của người khác, nó còn tốt cho mối quan hệ của mình với họ. Cho nên không có dại gì mà mình không thể hiện lòng biết ơn của mình. Mình thể hiện lòng biết ơn của mình thì mình không có tốn tiền anh chị em ạ. Nhưng mà được thì được rất nhiều. Được đơn, được kép luôn. Được nhiều vô cùng luôn. Cho nên hãy trở thành người có lòng biết ơn. Được chưa ạ? Rồi, một cái văn hóa nữa mà những người NLP bắt buộc phải có, đấy là gì ạ? Là chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Chịu trách nhiệm về mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Bất kể cái điều gì xảy ra xung quanh mình, kể cả điều tốt hay điều xấu, nó đều xuất phát từ chính cái bản thân mình, từ chính những cái yêu cầu của mình, từ yêu cầu trong ý thức và tiềm thức của mình. Tự nhiên có thằng nó đánh mình thì chắc chắn mình đang làm điều gì đó sai thì nó mới đánh mình, có đúng không? Mình đã làm cái điều gì đó không tốt cho nên nó mới tức, nó mới đánh mình.
mình đã làm cái điều gì đó ngu xuẩn trong quá khứ mà đến bây giờ mình mới bị đánh, chứ không phải là cái việc đấy là việc ngẫu nhiên. Nếu mà bình thường chẳng ai đánh mình à, đúng không ạ? Và đấy là cái lý do mà chúng ta thường trực ở trên miệng cái từ I'm sorry, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Bất kể đấy là lỗi của mình hay không, thực ra mình có nhận ra hay không thôi. Thực ra tất cả những gì xảy ra xung quanh mình mà khiến cho người khác không vui thì đấy là lỗi của mình. Bất kể mình làm việc gì hoặc không làm việc gì khiến cho người khác không vui thì đều là lỗi của mình. Được không anh chị em? Mình cứ nhận lỗi đã, xong đầu nghĩ sau. Bởi vì nhiều khi mình làm mình không biết đâu, bởi vì mình đã bị cài đặt cái phần mềm nó không giàu ấy, cho nên là mình hành động theo kiểu nghèo. Mà hành động theo kiểu nghèo thì nó khiến cho mối quan hệ nó cũng nghèo đi. Và khi mối quan hệ nó nghèo đi thì dẫn đến cái tình trạng là gì ạ? Dẫn đến tình trạng là họ không hài lòng với mình, và đấy là lỗi của mình. Thế thôi, có điều là mình hành động thì mình nghĩ là mình đúng rồi. Cho nên là nếu mà mình cứ tranh luận đúng sai thì chẳng biết bao giờ mới tìm ra được lỗi đâu. Và tốt nhất là không tranh luận nữa. Nếu mà vợ hoặc chồng mình họ không hài lòng với mình thì là lỗi của mình. Nếu đồng nghiệp không hài lòng với mình là lỗi của mình. Nếu cấp trên, cấp dưới không hài lòng với mình thì đấy là lỗi của mình. Miễn lý do. Bởi vì sao ạ? Nếu mà mình đúng thì mình không cần phải tranh luận. Nếu mình sai thì mình không có quyền để tranh luận. Cho nên tốt nhất không tranh luận. Đấy. Cho nên là không lý do. Có một cái nguyên tắc, một cái nguyên tắc đạo đức, đấy là không giải thích. Một là làm hay là không làm. Ví dụ chúng ta làm bài tập và chúng ta không làm bài tập. Chúng ta phải làm bài tập nhưng chúng ta không làm bài tập thì chúng ta bảo đổ lỗi và ui đợt này em bận quá. Ui giời đợt này em đang phải tăng ca, đợt này em đang phải nhiều việc, nhưng có khách. Thì tất cả những cái thứ nó chỉ là gì ạ? Lý do bao biện. Và lý do bao biện này để chứng minh là mình không dám chịu trách nhiệm. Đúng không ạ? Và khi đó thì mình không chịu trách nhiệm thì mình không dám thay đổi, không trưởng thành được. Cho nên để mà thành công bắt buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nếu anh chị em thực sự cam kết là mình sẽ thay đổi con người mình bắt đầu từ ngày hôm nay, không cần biết trong quá khứ anh chị em là người chịu trách nhiệm hay không vì không quan tâm, và anh chị em cũng không cần quan tâm. Quá khứ là quá khứ rồi, nó không thay đổi được. Bây giờ chúng ta chỉ thay đổi được hiện tại và tương lai mà thôi. Cho nên anh chị em cam kết thì hãy comment xuống: tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi là người chịu trách nhiệm. Đấy. Và mình chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Có rất nhiều người bảo như: tôi muốn học lắm nhưng mà chồng tôi nó không cho học. Xin lỗi anh chị em, là Huy nói gọi là về mặt thống kê, ở Việt Nam hiện nay tình trạng là gì ạ? Ly hôn là 33%, 34%. Tức là cứ 3 cặp cưới nhau thì có 1 cặp bỏ. Thế mình có phải thuộc một trong 3 cặp đấy không? Không biết. Trong 2 cặp mà không bỏ nhau thì có 1 cặp là sống với nhau không hạnh phúc. Như vậy là gì ạ? Nó khoảng độ 70% là gì ạ? Là các cuộc hôn nhân là không hạnh phúc. Và trong đó một nửa là ly dị, một nửa không ly dị. Còn 1/3 còn lại thì cũng hên xui, chưa chắc. Cho nên là gì ạ? Là chồng tôi không cho tôi thì xin lỗi với anh chị em là gì ạ? Là chồng nó không cho thì mình đổ lỗi cho chồng mình nó dễ. Đúng không ạ? Ngày xưa vợ Huy không cho Huy đi học. Bởi vì sao? Đi học thì không có thời gian để chăm con. Lúc đấy con Huy còn rất là bé, con Huy còn chưa được tuổi. Lúc đấy đi học triền miên luôn, học sáng ngày, sáng tối, sáng đêm luôn. Học triền miên luôn. Cứ học về xong lại học về xong lại phải ghi chép, xong lại phải làm clip, xong rồi lại phải làm bài tập, xong đó là gì ạ? Lại đọc thêm sách, xong lại nghiên cứu. Đấy, rất nhiều thứ. Huy đi học cái quyển vở trên lớp, xong về Huy lại chép sang quyển vở khác cho đẹp. Để mình lưu trữ lại. Rồi Huy lại làm clip để nhớ thêm một lần nữa. Xong lại đọc cái cuốn sách về chủ đề đấy để nhớ thêm một lần nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái Huy biết được cái neuron này nó chỉ hình thành cái nếp nhăn khi nào nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó. Thế thì khi đó thì sao ạ? Không có thời gian để kiếm tiền, không có tiền, không có thời gian để mà xây dựng các mối quan hệ thì quan hệ là tiền tệ mà.
rồi không có thời gian để chăm con, không có thời gian để chăm vợ, cho nên là vợ cũng không thích đâu. Thế lúc đấy mình có hai lựa chọn, một đấy là chiều theo ý vợ, hai là mình phải quyết định chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Mình thấy cái việc đó là cần thiết, cái việc đó là đúng thì mình phải làm, kể cả vợ không vui, kể cả vợ không đồng ý. Thì trước đây mình đã chọn cái phương án một, tức là gì ạ, mình không đi học để mà gì ạ, để mà chăm sóc vợ, để mà chiều vợ. Nhưng mà thực tế là như này, mình càng chiều họ thì họ càng không hài lòng. Ồ, thế mới buồn cười anh chị em ạ. Mình càng chiều họ thì họ lại càng gì ạ, đòi hỏi nhiều hơn. Mình ở nhà mình chăm vợ chăm con thì mình lại gì ạ, mình lại không kiếm được nhiều tiền. Mà không kiếm được nhiều tiền thì bị chửi. Chạy ra ngoài kiếm tiền thì không có ở nhà thì cũng bị chửi. Thì kiểu gì cũng bị chửi. Thôi thì mình cứ làm cái việc mình cần làm đi. Bởi vì đường nào cũng thế. Cùng lắm là gì ạ? Cùng lắm là chia tay. Cùng lắm là chia tay. Đúng không ạ? Nhưng mà ít nhất mình đã được làm cái việc mà mình muốn. Còn nếu mà không, mình sẽ sống như vậy đến cuối đời. Và đến lúc mà mình không thể chịu được nữa rồi, thì mình quay ra mình bảo tại vì cô nói như thế cho nên tôi không học tập, vì tại vì cô đấy cho nên tôi không dám khởi nghiệp, tại vì cô cho nên tôi phải là gì ạ, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Thì lúc đấy mình quay ra mình trách móc vợ mình, thì lúc đấy mình trở thành cái kẻ là gì ạ, kẻ vô ơn, mình trở thành cái kẻ trách móc, mình trở thành kẻ tiêu cực. Và mình có thích mình trở thành cái người tiêu cực như vậy không, trách móc đổ lỗi cho người khác như vậy không? Mình không muốn trở thành cái người đổ lỗi, cho nên mình quyết định là mình sẽ ngừng lại cái việc đổ lỗi cho vợ. Mình sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Được không ạ? Và khi đó, Huy chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra. Và bắt đầu thay đổi. Đấy. Và cái điều tuyệt vời đấy là khi mà Huy thay đổi. Và mình bắt đầu kiếm được tiền. Và bắt đầu mình trưởng thành hơn. Mình phát triển hơn. Mình không còn đôi co từng câu từng chữ với vợ mình nữa. Họ chửi đi. Vợ chửi đi. Kệ. Họ, vợ mắng đi. Vâng, xin lỗi. Nói gì cũng xin lỗi hết, nói gì cũng nhận lỗi hết. Không có cãi câu nào. Thì lúc đấy em sao ạ? Họ cứ nói một mình, mình im, mình không nói lại nữa thì sao ạ? Nói chán thì thôi. Thế thì sau tự nhiên mình thấy là tự nhiên là cuộc sống nó lại ổn hơn. Nó lại hạnh ngon hơn. Và mọi thứ nó diễn ra bình thường hơn. Và họ lại nhẹ nhàng, họ dịu dàng hơn. Đấy, mình chỉ đơn giản là mình không cãi lại nữa. Thế họ cãi nhau với ai? Cãi nhau phải hai người, cãi nhau có một người thì gọi là gì? Thì đâu gọi là cãi đâu. Đúng không? Họ chưa mắng thì mình đã xin lỗi rồi. Họ chưa nói thì mình đã cảm ơn rồi. Thì làm sao ạ? Thì đâu có gì đâu để mà cãi mà chửi. Mà tại sao không làm việc này không kia? Thôi, để anh xin lỗi, để anh làm. Đấy. Thì mình cứ ngoan nên tự nhiên cái gì ngoan thì cái gì cũng được. Ngoan thì cái gì cũng được chiều. Đúng không anh chị em? Đó. Cho nên là gì ạ? Thôi mình cứ chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Mình cứ gì ạ? Cái việc gì mình cần làm cứ làm thôi. Chứ còn mình không chiều được hết mọi người đâu. Mình không thể nào chiều được hết mọi người đâu. Ví dụ chồng bảo là không được học, mình không được học, sau lần sau thì nó càng chửi nhiều hơn. Bởi nó chửi mình gì ạ? Nó chửi mình ngu. Vợ gì mà ngu đấy. Đấy. Khổ thế đấy. Anh chị em cứ thử nghĩ mà xem. Đó. Mình không học thì chửi ngu, học thì bảo là gì ạ? Mất thời gian. Đó. Bao giờ cũng vậy, lúc mới đầu học thì bao giờ nó cũng mất thời gian và nó chưa đạt được cái hiệu quả gì hết. Nhưng anh chị em phải chấp nhận và vượt qua cái điều đó. Được chưa? Ok nha, thì đấy là một số cái đạo đức trong NLP mà chúng ta sẽ phải làm. Và việc của chúng ta sẽ phải làm bài tập. Và anh chị em chúng ta sẽ phải cam kết làm bài tập hàng ngày. Bao nhiêu anh chị em chúng ta sẽ cam kết làm bài tập hàng ngày thì comment xuống là tôi. Một cách mạnh mẽ. Comment xuống là tôi. Nếu anh chị em cam kết, thực sự cam kết. Ok, thì để mà tăng cái tính cam kết cho anh chị em thì Huy muốn anh chị em có một cái sự cam kết mạnh mẽ hơn. Đó là gì ạ? Khóa học này diễn ra trong vòng 14 buổi. Khóa học diễn ra trong 14 buổi. Ngoài cái học phí, một số anh chị em phải đóng học phí, một số anh chị em không đóng học phí. Thì Huy yêu cầu, Huy đề nghị tất cả anh chị em chúng ta sẽ phải chơi một cái trò chơi để mà thể hiện sự cam kết của mình. Bao nhiêu anh chị em sẵn sàng chơi cái trò chơi, bất kể trò chơi đấy là trò chơi gì, thì comment số 1. Anh chị em nào không dám chơi cái trò chơi khi không biết nó là trò chơi gì thì comment số 2. Anh chị em nào nhất quyết không tham gia trò chơi bất kể nó là trò chơi gì thì comment số 3.
Không có ai comment số 2 hay số 3. Chứng tỏ anh chị em đều rất quyết tâm đúng không ạ? Huy thích cái sự quyết tâm của anh chị em. Huy thích cái sự quyết tâm của tất cả anh chị em. Bởi vì chỉ những người nào thực sự quyết tâm thì mới có khả năng thay đổi. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thực sự quyết tâm thì chúng ta mới vượt qua được những cái rào cản, vượt qua cái sự phản kháng ở bên trong. Thì chúng ta sẽ phải làm bài tập hàng ngày và chúng ta sẽ phải trả bài hàng ngày. Chúng ta sẽ phải đọc tuyên bố hàng ngày. Và tuyên bố càng ngày nó sẽ càng khó hơn, càng ngày nó sẽ càng dài hơn, càng ngày nó càng yêu cầu cao hơn. Và chúng ta sẽ phải nộp bài tập đúng giờ. Và trong 14 buổi, nếu ai có quá 14 buổi nhưng diễn ra trong vòng 60 ngày. 14 buổi nhưng mà diễn ra trong vòng 60 ngày. Và mỗi ngày chúng ta phải nộp bài tập đều đặn hàng ngày trước 12 giờ đêm. Chúng ta phải nộp bài tập. Đôi khi cái bài tập sẽ rất dễ, bài tập có thể sẽ rất khó, không biết được. Nhưng nếu chúng ta không nộp bài tập mỗi ngày thì chúng ta phải chấp nhận một cái hình phạt nho nhỏ. Chúng ta sẽ phải gieo hạt, một cái gieo hạt nho nhỏ. Đúng không ạ? Bạn Bùi Thảo để chế độ là everyone nhé. Nếu không thì mình sẽ chat riêng với cả người khác đấy. Thì chúng ta sẽ gieo hạt là 100.000 một lần nếu không làm bài tập. Hoặc là 500.000 một lần cho nó máu. Bây giờ anh chị em comment cái lựa chọn của mình. Nếu không làm bài tập thì mình sẽ gieo hạt cho lớp là 100.000 hay là 500.000. Lựa chọn của anh chị em là 100 hay 500. Thật nhanh, comment 100k hay 500k. Số lượng Huy không quan trọng nó là đúng hay sai. Huy quan trọng cái sự gọi là số đông. Số đông anh chị em chọn cái số nào thì lỗi quy lớp sẽ là con số đấy. 100k đúng không ạ? Ok. Rồi. Thế thì có hai cái giải pháp như này. Giải pháp thứ nhất đấy là khi nào anh chị em mắc lỗi thì em chị em chuyển khoản 100k. Cái giải pháp thứ hai là tạm ứng trước 500k và mình trừ dần. Hết 500k thì chúng ta sẽ bị loại ra khỏi lớp học. Nếu tiếp tục lớp học thì đóng thêm 500k nữa. Thì anh chị em lựa chọn cách là cứ mỗi lần mắc lỗi thì chuyển khoản 100k hay là nộp trước 500k để gọi là ký quỹ. Nếu như mà hết lớp học mà chúng ta hoàn thành được tất cả các bài học và các bài tập thì chúng ta sẽ được trả lại 500k tiền ký quỹ, đảm bảo học phí vẫn miễn phí bình thường. Nếu mỗi anh chị em nào miễn phí thì vẫn miễn phí bình thường. Anh chị em nào đóng 1.4 triệu hay 2.8 triệu thì vẫn được đóng con số đấy bình thường. Cái số tiền này không phải là tiền anh chị em mất, tiền này là tiền cam kết thôi. Và tất nhiên anh chị em vi phạm không làm bài tập thì anh chị em sẽ mất. Đúng không ạ? Ok. Thế thì anh chị em vui lòng thể hiện cái sự cam kết của mình bằng cách là gì ạ? Chuyển khoản 500k cho ban tổ chức. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ là chúng ta biết rồi. Là kinh doanh, trong kinh doanh là chúng ta không hơi đâu, chúng ta đi gì ạ? Chúng ta đi thu tiền từng một cái con số nhỏ một. Nếu như mà mắc lỗi 100k mà chúng ta không gì ạ? Chúng ta không không nộp một cách tự giác, tức là chúng ta thiếu sự trung thực thì lập tức là chúng ta bị loại ra khỏi lớp học. Và như thế thì nó hơi khắc nghiệt. Cho nên là Huy để chế độ là 500k, tức là anh chị em mắc lỗi đến lần thứ 5 anh chị em mới gì ạ? Mới bị out ra khỏi lớp. Còn hơn là anh chị em mắc lỗi một lần phát và cứ đến quá thời gian cho phép. Ví dụ như là 12 giờ đêm ngày hôm nay chúng ta mắc lỗi mà trong vòng 24 tiếng đến 12 giờ đêm hôm sau mà chúng ta không nộp thì automatic là bị rời ra khỏi nhóm. Thì cái này nó hơi khắc nghiệt. Thì anh chị em chuyển khoản trước 500.000 đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ phương án 1 đấy là khi nào mắc lỗi thì chuyển khoản 100k. Phương án 2 đó là ký quỹ 500k nộp trước cho nó yên tâm. Thì anh chị em comment số 1 hoặc số 2, lựa chọn là số 1 hay số 2.
Tiền này vẫn của anh chị em nhé, không không mất đi đâu hết. Nếu anh chị em hoàn thành khóa học mà không mắc lỗi, hoặc là anh chị em mắc một lỗi, hai lỗi, ba lỗi gì đó, thì anh chị em sẽ gì ạ? Nhận lại đủ số tiền còn lại. Được chưa ạ? Comment lấy số đông. Được chưa ạ? Rồi, admin thống kê giúp Huy. Nếu anh chị em chọn số 1, nếu những anh chị em chọn số 1, một lần mắc lỗi, automatic out khỏi nhóm. Mắc lỗi mà không đóng quỹ, automatic out khỏi nhóm và không được quay trở lại nhóm nữa. Được chưa ạ? Những người mắc lỗi quá 5 lần, đến ngày tiếp theo, 24 giờ tiếp theo từ khi mà cái ngày đã được nhắc nhở, đúng không ạ? Chúng ta sẽ được admin nhắc nhở. Và nếu trong vòng 24 tiếng họ sẽ nhắc nhở thời hạn luôn. Trong 24 tiếng chúng ta không bổ sung quỹ thì automatic cũng bị rời khỏi nhóm. Được chưa ạ? Ok nha. Thì admin báo cho Huy xem là con số nào nhiều hơn. Mình cứ làm theo số đông thôi. Đấy, không lại bảo là mình áp đặt. Được chưa ạ? Quan điểm của Huy thì nên là chúng ta gì ạ? Là chúng ta ký quỹ trước. Bởi vì sao ạ? Bởi vì như vậy nó đỡ khắc nghiệt cho anh chị em. Bởi vì anh chị em bị rời khỏi nhóm sớm, anh chị em sẽ mất những cái bài học, và anh chị em sẽ trở thành cái người mình sẽ bị một cái tâm lý, đó là mình tâm lý là cái người bị loại khỏi cuộc chơi, tâm lý cái người bị mắc lỗi. Và cái điều này là cái điều không tốt cho anh chị em. Mình không muốn anh chị em mắc một cái cảm giác tội lỗi, bởi vì cái điều đấy là cái cảm giác đấy là cái cảm giác phá hủy. Được chưa? Cho nên là anh chị em không, anh Huy không muốn anh chị em bị mắc cái cảm giác đó. Ok, nếu mà số 1 nhiều hơn thì anh chị em chúng ta áp dụng số 1, đúng không ạ? Rồi. Ok nhá, bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 2. Đấy, những người nào mà chuyển từ số 1 sang số 2 vừa rồi ấy, thì chúng ta comment số 1 gạch mũi tên sang số 2 để cho admin thống kê lại. Dạ. La Trần nãy số 1 bây giờ chuyển sang số 2. Ok không ạ? Đấy, anh chị em nào mà chuyển từ số 1 sang số 2 thì báo để admin thống kê lại. Tức là phải trừ đi một cái người ở số 1 để chuyển sang người số 2. Một người sang số 2. Đúng không ạ? Rồi. Huy biết rất nhiều anh chị em chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi khi phải bỏ tiền ra trước. Khi mà phải bỏ tiền ra trước. Nhưng chúng ta hãy học cách để vượt qua cái nỗi sợ hãi đó. Học cách để vượt qua nỗi sợ hãi đó. Đấy. Bởi vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn. Khi mà mình bỏ tiền ra rồi thì mình sẽ có một cái cảm giác, đó là mình chịu có trách nhiệm hơn. Còn mình chưa bỏ tiền ra thì mình không có chịu trách nhiệm. Và khi mình không có chịu trách nhiệm thì lúc đấy mình sẽ gì ạ? Mình sẽ mất đi cái tính là tôi chịu trách nhiệm. Và khi đó mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tìm cách lý do để mình bao biện. Và lúc đó mình trở thành cái người không trung thực. Mà lúc đấy mình nói là mình là người trung thực mà mình hành động giống cái kẻ không trung thực, thì tự nhiên mình lại cảm thấy tội lỗi, mình cảm thấy sai sai. Được chưa ạ? Và cái điều đó nó khiến cho mình không dám tiếp tục cái trò chơi này nữa, không dám tiếp tục cái lớp học này nữa. Và lúc đó thì mình mất nhiều hơn là được. Lúc đó mình mất nhiều hơn là được. Đó. Vì vậy là Huy cũng không muốn phải Huy thì không nhắc anh chị em đâu, nhưng sẽ có đội admin họ nhắc. Nhưng Huy cũng không muốn để đội admin phải đi nhắc anh chị em từng 100.000 một. Nó tủn mủn lắm, nó nhỏ lắm, nó bé lắm. Trước đây thì khi mà Huy tham gia EOKM ấy, thì lúc đó có những cái trường hợp là phạt đi muộn, là phạt mỗi phút là 1 triệu. Phạt con số lớn vô cùng luôn. Và lúc đó thì có những người họ phải chịu phạt lên đến 38 triệu chuyển khoản ngay tại chỗ, không chuyển khoản, không được vào lớp. Đau khổ vô cùng luôn. Đó. Thì chơi cái trò chơi lớn ấy, thì mình nghiêm túc hơn. Chơi cái trò chơi nhỏ, mình bảo 100.000, quá nhỏ, đơn giản, thì mình nghỉ một buổi cũng được. Có người bảo chứ, em đóng mẹ luôn 6 triệu, không phải làm bài tập lần nào. Nhiều người có tiền ấy, bảo, em đóng luôn 6 triệu, không cần phải làm bài tập nữa. Ok, cũng tốt. Gieo hạt là người cho đi tốt. Tuy nhiên là gì ạ? Tuy nhiên ở đây chúng ta không phải là để thu tiền của nhau, mà ở đây là chúng ta có một cái trách nhiệm nho nhỏ. Và tiền bạc ấy, cái cách mà chúng ta đối xử với tiền bạc
Kể cả đối xử với 100 nghìn hay 100 triệu, chúng ta phải đối xử với nó như nhau. Tức là sao ạ? Chúng ta trân trọng 100 nghìn thì chúng ta mới có 100 triệu. 100 nghìn mà chúng ta không trân trọng thì không bao giờ chúng ta có 100 triệu. Một người bạn, một mối quan hệ mà chúng ta không trân trọng thì không bao giờ chúng ta có 100 mối quan hệ. Không bao giờ chúng ta có 100 người bạn. Đúng hay rất đúng anh chị em? Một mối quan hệ chúng ta không cần trân trọng thì không bao giờ chúng ta có 100 mối quan hệ. Có đúng không ạ? Vì vậy là hãy gì ạ? Hãy yêu quý tiền của mình. Hãy biết sử dụng tiền của mình một cách thông minh. Hãy biết sử dụng tiền của mình một thông minh chứ không phải bằng cách là gì ạ? Bằng cách là ích kỷ, keo kiệt. Mình vị kỷ là đúng rồi, nhưng vị chủng mới giúp chúng ta thành công được. Đúng không ạ? Đấy. Ok nhá, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái hướng dẫn của đấy là cái nội quy, được không ạ? Đấy, còn quỹ này thì lại dùng cái gì anh chị em không cần phải quan tâm, không cần phải dạy Huy. Huy sẽ tự biết cách để sử dụng quỹ, được chưa ạ? Một số admin phụ trách các cái nhiệm vụ chấm điểm, thống kê sẽ được trích một phần quỹ từ cái quỹ này. Cái việc đó bao nhiêu cụ thể như nào anh chị em không cần quan tâm. Việc đó là việc của Huy với đội admin. Được chưa ạ? Rồi, việc của chúng ta đó là làm bài tập và cam kết. Và đây là cái một trong những cái thứ để giúp chúng ta cam kết tốt hơn. Ngoánh vào kinh tế là cái cách dễ nhất để giúp chúng ta cam kết tốt hơn. Có mỗi thế thôi, đúng không ạ? Thế thì anh chị em hãy nhanh chóng chuyển khoản. Đấy, thời hạn chuyển khoản muộn nhất là 12 giờ đêm nay. Và cái bài tập đầu tiên chúng ta sẽ phải làm đó là đọc tuyên bố. Và Huy sẽ cho anh chị em cái bài tập đọc tuyên bố. Đọc tuyên bố ngày đầu tiên rất đơn giản. Chúng ta tuyên bố những cái thứ liên quan đến đạo đức của mình. Anh chị em ghi xuống. Ghi xuống những câu tuyên bố đầu tiên. Rồi. Cái này chúng ta sẽ phải đọc hàng ngày anh chị em nhé. Đọc hàng ngày, đọc tuyên bố. Và cái tuyên bố này ấy, thì nó sẽ được cập nhật trong mỗi một cái chương trình học. Thì chúng ta sẽ được cập nhật thêm một số cái câu tuyên bố khác. Còn tất nhiên anh chị em có thể có những cái câu tuyên bố mà chúng ta nghĩ ra chúng ta đưa thêm vào thì tùy. Nhưng mà Huy sẽ hướng dẫn anh chị em theo một cái lưu trình để anh chị em sẽ có một cái bộ tuyên bố đầy đủ. Nhưng mà thời gian đầu lúc đầu tiên ấy là chúng ta có những cái tuyên bố đơn giản nhất. Được chưa ạ? Tuyên bố số 1. Tôi là người biết ơn. Tuyên bố số 2. Tôi là người chính trực. Tuyên bố thứ 3. Tôi là người chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Tuyên bố số 4. Tôi yêu thương bản thân mình và người khác. 4 câu tuyên bố đầu tiên. Và bài tập là gì ạ? Quay video đọc tuyên bố, yêu cầu đọc 3 lần to, rõ ràng. Đấy. Đặt tay lên trái tim và đọc to rõ ràng 3 lần. Chúng ta hãy lựa chọn một cái không gian yên tĩnh, riêng tư. Đặt tên lên trái tim và đọc to rõ ràng. Tôi là người biết ơn. Tôi là người chính trực. Đấy, đúng không ạ? Tôi là người chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi. Tôi yêu thương bản thân mình và người khác. Được chưa ạ? Đặt tay lên trái tim và đọc to rõ 3 lần. Liên tiếp như vậy. Được chưa ạ? Sau đó gửi video trước
24 giờ tức là 00 giờ tức là gì ạ? 23 giờ 59 phút. Đấy, không nhiều anh chị em lại không hiểu. Đấy, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022. Được chưa ạ? Rồi. Hàng ngày thì tích vào ô xác nhận đã đọc đầy đủ tuyên bố. Đấy ạ. Mỗi ngày ấy, thì admin sẽ giúp Huy gửi một cái phần gọi là xác nhận đọc tuyên bố. Đấy ạ. Tức là cái phần gọi là bình chọn ấy. Việc của mình là chỉ cần tích là tôi đã đọc tuyên bố. Thế là xong. Và chúng ta không cần phải kiểm tra rằng bạn đã đọc hay chưa. Tức là ngoài những cái bài tập nâng cao cần quay video thì không nói. Thì sẽ có những cái bài tập mà chúng ta không cần phải gửi cái gì lên. Không cần phải gửi file, không cần phải gửi video. Mà chúng ta chỉ cần tích vào rằng là tôi đã đọc tuyên bố hoàn thành. Thế là được. Bởi vì bạn là người chính trực. Chúng tôi tin rằng bạn là người chính trực. Cho nên chỉ cần bạn tích vào, tức là bạn đã làm. Bởi vì việc đọc tuyên bố này nó diễn ra trong vòng khoảng 1 đến 2 phút thôi anh chị em. Hãy chọn những cái thời điểm nào phù hợp nhất. Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Bất kể thời điểm nào. Được chưa ạ? Chúng ta hãy đọc tuyên bố mất khoảng 1 đến 2 phút thôi. Được chưa ạ? Những cái bài tập đầu tiên nó đơn giản như vậy thôi. Nó không cần khó khăn để giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc hình thành cái thói quen đọc tuyên bố của mình. Sau 60 ngày chúng ta sẽ đọc tuyên bố nhiều hơn, sẽ đọc tuyên bố lâu hơn. Vừa đọc tuyên bố chúng ta hãy vừa ngẫm nghĩ, vừa suy nghĩ về nó, vừa có cái cảm xúc về nó. Thì những cái kỹ thuật về sau NLP thì chúng ta sẽ học các buổi sau. Được chưa ạ? Cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta chỉ học những cái cơ bản nhất và biết được cái tư duy chúng ta nó được gì ạ? Nó được chia làm hai cái phần, đó là ý thức và tiềm thức. Cái thứ hai nữa là chúng ta biết là gì ạ? Là để mà thành công trong NLP thì chúng ta phải tuân thủ cái đạo đức trong NLP bằng cách là gì ạ? Tốt, làm việc tốt cho bản thân mình. Làm việc tốt cho bản thân mình thì đó là chúng ta phải rèn luyện về thân tâm trí, đúng không ạ? Làm việc tốt cho người khác, làm việc tốt cho cộng đồng, cho xã hội, làm việc tốt cho thế giới và làm việc tốt cho vạn vật. Đấy chứ ạ? Thêm cái điều nữa đó là những cái đạo đức ở trong NLP thì chúng ta dạ, nhớ rằng là chúng ta là người chính trực, chúng ta là người biết ơn, chúng ta là người dạ, là người chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Đúng không ạ? Chúng ta đọc tuyên bố không cần phải giới thiệu, đọc luôn, chỉ cần đọc thôi. Đúng không ạ? Chỉ cần đọc thôi. Và cái video đọc tuyên bố như vậy nó chỉ diễn ra dài tối đa là khoảng độ 1 phút thôi, không hơn 1 phút đâu. Cái lúc ban đầu nó ngắn thôi, 30 giây 1 phút thôi, nó ngắn đơn giản. Keep it short and simple. Ngắn và đơn giản. Được ạ? Không cần phải cầu kỳ, không cần phải chỉnh sửa video clip gì quá kinh khủng. Đơn giản, ngắn, dễ làm. Nó phải chúng ta phải làm cái điều dễ để cho cái tiềm thức này nó ít phản kháng. Bởi vì cái tiềm thức này ấy, nó sẽ phản kháng, nó bảo là đọc trông nó ngu ngu, đọc trông nó không giống người lắm, đọc nó cứ sao sao ấy, giống như mình đang nói dối ấy. Anh chị em sẽ có cái cảm nghĩ như vậy, cảm nhận như vậy thời gian đầu. Bởi vì sao ạ? Đó là sự phản kháng ở bên trong. Và chúng ta hãy làm nó trở nên đơn giản, để nó trở nên dễ dàng, để chúng ta đọc hàng ngày mà nó không có sự phản kháng nữa. Và sau đó chúng ta tăng dần lên cái mức độ, nó tăng dần lên. Và lúc đó thì chúng ta nó quen rồi, chúng ta không có sợ, không có ngại, không có xấu hổ nữa. Thì khi đó chúng ta sẽ làm một cách dễ dàng, không cần phải cố gắng. Đúng không ạ? Hãy làm mọi việc trở nên đơn giản, không cần cố gắng. Cái nguyên tắc của Huy đó là làm mọi việc mà không cần cố gắng. Thì làm thế nào để làm mọi việc mà không cần cố gắng ạ? Chỉ có một cách đơn giản, đó là rèn luyện cho cái tâm thức của mình, rèn luyện cho cái vô thức của mình. Bởi vì cái vô thức của mình nó làm, nó không cần cố gắng đâu. Đấy ạ? Ok anh chị em nhé. Anh chị em đã hiểu hết cái bài tập chưa? Hiểu hết bài tập chưa ạ? Hiểu hết bài tập rồi thì comment số 3 chú ý ạ. Nếu anh chị em hiểu rồi comment số 3. Nếu mà không hiểu thì đặt câu hỏi để hiểu bằng được. Bởi vì nó dễ, nó đơn giản. Mọi thứ nó đơn giản để anh chị em có thể làm được. Đấy ạ. Rồi. Thì đấy là cái bài chia sẻ của Huy ngày hôm nay. Và Huy tin rằng tất cả anh chị em chúng ta ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau tốt nghiệp.
Và có một cái nguyên tắc nữa, đó là hãy kết thúc những gì mà chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta đã bắt đầu thì đừng có bỏ cuộc giữa chừng. Có một số người tham gia đến cùng. Có một số người tham gia sau đó là bỏ cuộc giữa chừng. Có một số người thì không tham gia. Thì chúng ta sẽ là người tham gia đến giây phút cuối cùng, hay chúng ta sẽ là người tạo cho mình một cái thói quen, rèn luyện cho cái tâm thế, cái tâm thức của mình, cái vô thức của mình, đó là mình là cái người thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng. Thì cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Ngày hôm nay chúng ta học tập mà chúng ta không gọi là dám đi đến cuối chương trình, thì ở ngoài kia chúng ta cũng sẽ bỏ cuộc khi mà chúng ta gặp một số cái khó khăn. Vì vậy Huy tin rằng anh chị em chúng ta ở đây sẽ học một cách rất là đầy đủ. Và tất cả các cái khóa học, tất cả các cái module, tất cả các cái bài đào tạo đều có những video để cho anh chị em xem lại. Nhưng không có nghĩa là anh chị em không có mặt ở trong các lớp học. Huy đề nghị tất cả anh chị em cần có mặt ở trong các lớp học. Anh chị em có thể xem lại video, nhưng chỉ những người nào có sự cam kết thì mới được xem video. Còn những người nào không cam kết sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Để làm sao ạ? Để tránh cho họ nhìn vào và họ đánh giá là cái bọn này nó ngáo ngáo, nó ngơ ngơ. Bởi vì sao ạ? Khi mình đọc mà những cái người ngoài họ không hiểu ấy, họ sẽ bảo bọn này bị ngáo, đúng không ạ? Bọn này bị ảo tưởng, bị thế này, bị thế kia. Thực ra là đơn giản họ không hiểu thôi. Đấy, cho nên là mình cũng không trách họ, và đừng để họ ảnh hưởng đến mình. Bằng cách là gì ạ? Loại họ ra khỏi đội nhóm. Nếu những người không cam kết, loại ra khỏi đội nhóm. Bởi vì sao ạ? Mình cần một cái môi trường của những con người cam kết. Cho nên nếu như mà ai đó không đồng hành cùng với chúng ta thì hãy gì ạ? Một là thuyết phục họ, giúp đỡ họ để họ đồng hành. Nếu chúng ta biết họ, bởi vì phần lớn ở đây mọi người đều biết nhau. Những người nào mà chưa biết, chưa phải thành viên của Diamond Team thì cũng đến do một cái lời giới thiệu của người khác. Thì chúng ta hãy gì ạ? Hãy động viên, hãy giúp đỡ họ. Còn nếu mà chúng ta không động viên, không giúp đỡ được họ nữa thì sao ạ? Thì chúng ta cho họ gì ạ? Cho họ rời khỏi cuộc sống của chúng ta càng sớm càng tốt. Không chơi với họ nữa, tốt nhất là không chơi với họ nữa. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình còn chơi với họ, mình sẽ bị họ ảnh hưởng. Họ sẽ bảo là, úi giời ơi, học làm gì, mất thời gian. Úi giời ơi, thế này, úi giời ơi, thế kia. Đọc tuyên bố làm gì, không có tác dụng. Đọc tuyên bố làm gì, trông nó ngáo ngáo, trông nó chẳng giống người. Đúng không ạ? Họ sẽ nói với chúng ta như vậy. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần thì chúng ta cũng sẽ thấy xuôi xuôi tai và chúng ta cũng sẽ gì ạ? Cũng sẽ không học nữa. Họ sẽ nói rồi, úi giời ơi, ông này giảng như shit, như thế này, như thế kia. Và họ bắt đầu chê bai, họ bắt đầu phán xét, họ bắt đầu đánh giá, họ bắt đầu thể hiện rằng họ giỏi hơn, họ thế này, họ thế kia. Nhưng xin thưa với anh chị em, những người thành công là những người ham học hỏi và những người sẵn sàng loại bỏ đi những cái gì ạ? Những cái thứ họ đã biết để họ bắt đầu lại từ đầu. Và họ nói rằng tôi là người ham học hỏi. Chứ họ không nói rằng tôi là biết rồi. Đúng không ạ? Đấy. Và Huy xin chúc mừng 38 anh chị em còn sót lại đến giờ này. Bởi vì anh chị em thực sự là những người cam kết và những người ở lại đến cuối cùng. Những người nào rời đi trước là những người có việc bận. Huy hiểu điều đó. Đúng không ạ? Tuy nhiên họ sẽ là những cái người dễ dàng bỏ cuộc. Bởi vì những người thành công bao giờ là những người ngồi đến giây phút cuối cùng. Bởi vì đoạn cuối cùng mới là cái đoạn hay nhất, đoạn cuối cùng mới là đoạn giá trị nhất. Đúng không ạ? Ok nhá, thì vừa rồi là cái đoạn mà Huy chia sẻ với anh chị em cái tóm tắt tất cả những cái bài học ngày hôm nay. Hy vọng rằng anh chị em chúng ta đã bắt đầu cam kết một cái hành trình cùng với Huy, cùng với đội nhóm, cùng với Diamond Team và cùng với cả tất cả anh chị em ở đây để xây dựng cho mình những cái thói quen tốt, xây dựng cho mình những cái tư duy tốt, xây dựng cho mình một cái gì ạ? Một cái tư duy của những con người xuất chúng. Huy cam kết đồng hành với anh chị em. Ok không ạ?